Chương 1, Đường Phong. Đường Phong cảm thấy bản thân mình vô cùng xui xẻo. 15 năm trước Đường Phong mang một thân công phu rời khỏi đường gia chu du thiên hạ, trên đường vì tình cờ cứu một đứa trẻ khỏi cảnh bị cán chết dưới vó ngựa mà tự rước họa vào thân. Lần tai nạn đó khiến hắn trở thành phế nhân, suốt 15 năm qua chỉ có thể nằm yên trên giường. Tuy rằng các vị trưởng lão trong môn nhiều lần truyền cho hắn nội lực tinh thuần của chính mình, nhưng vẫn không thể khiến hắn một lần nữa có thể đứng dậy được. Chuyện này khiến cả đường môn từ cao đến thấp tiếp núi không nguôi, đường phong là kỳ tài trăm năm mới gặp của đường môn, chỉ cần một quãng thời gian nữa thôi thì không ai dám nói trước thành tựu của hắn có thể cao đến đâu, thế nhưng một phân hy vọng này lại sớm lụi tàn. Suốt mấy năm nằm trên giường, đường phong từng tự vấn lương tâm của mình vô số lần, nếu có thể quay ngược lại thời điểm đó liệu hắn có ra tay cứu đứa trẻ kia hay không, đáp án là có. Nếu không cứu, e là hắn sẽ cắn trước lương tâm cả đời thành tựu ngày sau có cao đến mấy cũng ít lợi gì. Hiện tại, tuy nửa thân dưới của hắn bị liệt nhưng đổi lấy nửa đời thanh thản, mạng người quý như trời, nhân tính không thể mất. 15 năm qua, Đường Phong không ngừng nghiên cứu y khắp thiên hạ, kết hợp cùng hiện trạng của mình, nghiên cứu ra một phương pháp chữa bệnh bằng ngân châm, lúc này mới cảm thấy có chút khởi sắc, khó khăn lắm mới cảm nhận được nửa thân dưới của mình có chút phản ứng. Một đạo sấm sét rạch ngang trời cứ thế bổ trúng vào người hắn, Đường Phong còn đang mơ mơ màng màng đã bị ngưu đầu mã diện áp tới diêm la điện. Đường Phong nghĩ đến nát ốc cũng không hiểu, rõ ràng mình đang nằm trên giường, chẳng chọc đến ai, thế nào lại xuất hiện một đạo sấm sét kỳ quái từ cửa sổ đánh vào, lại còn vô cùng xảo diệu đánh trúng vào mình. Đường Phong cố nén giận ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vị tráng hán mặt đen đang ngồi ngay ngắn như một ngọn núi đá sừng sững trên đài cao. Chính là hắn, Diêm La Vương, kẻ được suy tôn là người nắm giữ vận mệnh của người sống, trưởng quản lục đạo luân hồi. Đường Phong, Diêm Vương vỗ mạnh án một trên bàn, hét lớn một tiếng, Đường Phong bước lên vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nhà ngươi có biết tội của mình chưa? Diêm Vương rung đùi đắc ý, lại quát thêm một tiếng, ta có tội gì? Đường Phong giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, trống lên một tiếng ngươi có biết thọ mệnh của ngươi chỉ có 15 năm hay không? Lẽ ra 15 năm trước hồn phách của ngươi phải xuống địa phủ chịu mệnh, tiếng nhập luân hồi mới phải chứ? Diêm vương ho nhẹ một tiếng, khẩu khí tuy cường ngạnh nhưng cũng đã hòa hoãn ít nhiều. Diêm vương muốn ngươi chết lúc canh ba, ai dám giữ ngươi lại đến canh năm? Đường phong trừng mắt nhìn Diêm la đang ngồi trên đài, sống chết của ta vốn nằm trong tay ngươi. Sao bỗng nhiên ta lại sống thêm được 15 năm? Khụ, chuyện này, vẻ mặt Diêm vương thoáng chút ngượng ngùng bổn vương bận rộn trăm bề, đôi khi cũng phạm chút sai lầm là điều khó tránh khỏi. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Đường Phong càng nghĩ càng tức giận. 15 năm trước ta liều mình cứu người khác, chỉ đổi được nỗi khổ tàn phế suốt 15 năm. Vất vả lắm mới có được chút khởi sắc, ngươi lại phái ngưu đầu mã diện bắt ta đến đây như thế, vậy tội của ta là gì? Ngươi làm diêm vương kiểu gì vậy hả? Ngưu đầu mã diện đứng một bên nhìn đường phong nổi cơn thịnh nộ, liền chạy đến giữ chặt hắn lại vừa cười xoa dịu hắn vừa nói, xin nhân huynh bớt giận, bớt giận, mặt Diêm Vương đã đen nay lại đen thêm một phần, yếu ớt lên tiếng, mặc kệ ra sao, chuyện ngươi sống lâu hơn 15 năm cũng là sự thật, ngươi muốn thế nào? Đường Phong hỏi, đợi ta tính một chút đã. Diêm Vương giả vờ bấm mấy đốt ngón tay rồi kinh ngạc hô to, ái chà, chúc mừng ngươi, kiếp sau ngươi vẫn được làm người, vậy cũng dễ làm việc hơn. Ý ngươi là sao? Kiếp này ngươi sống lố 15 năm Vậy thì trừ đi 15 năm tuổi thọ ở kiếp sau của ngươi coi như bù lại, như vậy đã công bằng chưa? Diêm vương xoa xoa tay, vừa hỏi vừa cười đến mức hèn mọn, bộ dạng dòng hệt mấy kẻ bán hàng ngoài chợ. Tại sao? Đường phong nổi giận, rõ ràng đây là do ngươi làm sai, tại sao lại bắt ta phải gánh? Xếp thấy 15 năm trước ngươi cứu một người, coi như cũng có chút công đức, bổn vương miễn cho ngươi phải chịu nỗi khổ trở thành hài nhi được sinh ra một lần nữa. Ngưu đầu mã diện, dẫn hắn đến thông đạo luân hồi, tìm nhà nào có con trai chừng 15 tuổi cho hắn thắt hồn chuyển thế đi. Diêm vương vất vất tay, không màng đến tiếng rống giận của đường phong. Ngưu đầu mã diện vất vả lắm mới lôi được đường phong ra khỏi diêm la điện, dẫn hắn đi đến đài luân hồi. Tiểu huynh đệ, tái ông mất ngựa chưa hẳn là xui xẻo, ngưu đầu đứng một bên tận tình khuyên giải. Đúng vậy, đúng vậy, mã diện vội gật đầu phụ họa, đường phong trợn mắt, vậy thì thế nào mới gọi là xui xẻo? Vô duyên vô cớ bị mất đến 15 năm tuổi thọ, đổi lại là ngươi thì ngươi vui vẻ chấp nhận được à? Nói thế cũng không đúng, ngưu đầu áp sát tai của Đường Phong, nhỏ giọng thì thầm, Diêm Vương đối xử với ngươi như vậy là tốt lắm rồi, tuy đây không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi sống lố 15 năm cũng là sự thật không thể bàn cãi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện Diêm Vương không bắt ngươi phải uống canh mạnh bà rồi đi qua cầu nại hà sao? Việc này cũng coi như là cố ý bồi thường cho ngươi, Mã Diện cũng nói thêm lần này ngươi tái nhập luân hồi, thực chất là thác hồn chuyển thế, thân thể kia cũng không phải trường thành theo ý muốn của ngươi. Diêm vương sợ ngươi không thích, cố ý dặn dò hai huynh để bọn ta tặng thêm cho người một phần lễ vật, lễ vật gì, đường phong nghi hoặc hỏi. Trải qua cơn giận lúc đầu, đường phong cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, cả đời này của mình, có đến 15 năm nằm liệt trên giường, tuy nói hiện tại có chút khởi sắc, nhưng ai biết được liệu mình thật sự có khả năng hồi phục hay không thay vì tiếp tục nằm trên giường chịu đủ loại tra tấn dày vò, việc gì cũng phải có người hầu hạ giúp đỡ, không bằng được giải thoát sớm một chút, sớm chết sớm siêu sinh. Ngưu đầu mã diện cười cười nhìn hắn, mã diện duỗi tay điểm nhẹ trên trán giường phong, một chuỗi tin tức kỳ quái lập tức tiến nhập vào đầu của đường phong, đường phong còn chưa kịp thích ứng liền thấy ngưu đầu xuề tay ra, một cổ âm phong nổi, kéo theo vô số tiếng khóc than nức nở cực kỳ hỗn loạn, một luồng sáng màu lục mờ ảo hiện ra trên lòng bàn tay của hắn. Ngưu đầu nói, đây là tu vi quỷ thần 10 năm của ta, nếu nhiều hơn thì ngươi không thể chịu nổi, thứ này sẽ giúp ích cho thân thể kiếp sau của ngươi. Vừa nói, ngưu đầu liền bắn luồng sáng màu lục kia tiến nhập vào cơ thể đường phong, đa tạ hai vị, đường phong chắp tay nói, đường phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn không được liền hỏi. Diêm vương có hay quên thu hồn của người khác như vậy không? Mã diện ngập ngừng, cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới có một lần, đường phong vừa cười vừa nói xem ra ta cũng không cô đơn, ngưu đầu cảm khái không ngừng, tiểu huynh đệ ngươi coi như may mắn. Ta nhớ có tên kia mới gọi là bi thảm. Sống đến 108 tuổi Diêm Vương mới nhớ đến phải thu hồn của hắn, vốn là trong mấy chục kiếp luân hồi còn lại của hắn cũng còn được làm người vài lần. Nhưng vì việc này mà tới tận bây giờ hắn vẫn còn luẩn quẩn ở súc sinh đạo để trả nợ kia. Đúng vậy, mã diện thổn thức, ta còn nhớ người nọ tên Bành Tổ. Chương 2, Thiên Tú Cung những việc mà Đường Phong gặp phải trong suốt cuộc đời tựa như những ngọn đèn thoáng hiện rồi tắt ngấm, từ khi sinh ra đến lúc chết đi cũng chưa gặp phải chuyện trúc trắc gì, khiến Đường Phong có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, chẳng rõ qua bao lâu sau khi tiến vào luân hồi, hồn phách của hắn rốt cuộc cũng có chút nặng nề, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng cũng rơi xuống đáy cốc, tuy cảm giác đầu váng mắt hoa khiến cơ thể hắn cảm thấy khó chịu, nhưng Đường Phong biết, đây là dấu hiệu hồn phách của mình cùng cơ thể này bắt đầu dung hợp với nhau ngưu đầu mã diện đã nói qua cho hắn biết bởi vì trong lục đạo luân hồi có vô số thế giới cho nên bọn họ không đoán được đường phong sẽ tiến vào thế giới nào thậm chí ngay cả lần trọng sinh này đường phong sẽ biến thành nam hay nữ không cách nào biết được ngàn vạn lần đừng là nữ nhi đường phong không ngừng cầu nguyện trong lòng nếu để hồn phách của một đại nam nhân như hắn nhập vào xác của một nữ nhi thì không bằng chết thêm lần nữa cho rồi loại cảm giác khó chịu này dần đỡ hơn một chút tuy thế loại đau đớn tựa như hồn phách bị xé rách vẫn khiến người khác không chịu đựng nổi. Những ký ức nguyên bản thuộc về cơ thể này ào đến không ngớt, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tư duy của đường phong. Đường phong trước tiên lắng nghe thông tin quan trọng nhất, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra một hơi, là nam nhân. Thân thể mà mình thác sinh là nam nhân, trùng hợp hơn nữa là thân thể này cũng tên đường phong, xem ra đúng là có duyên, đường phong không khỏi cảm khái một hồi để mặc cho hồn phách cùng thân thể từ từ dung hợp, đường phong bắt đầu sắp xếp lại những tin tức hỗn loạn trong đầu mình. Thế giới này không giống với thế giới mà mình từng biết, nơi đây được gọi là thiên cương đại lục, khác với thế giới trước kia, thiên cương đại lục có phong trào luyện võ, các loại tông môn lớn nhỏ, thế gia và các thế lực hầu như đang xen với nhau, ngay cả người bình thường cũng có căn cơ luyện võ, có điều thiên tư và sở học thì khác nhau nên phần nào hạn chế năng lực của họ, chính vì thế, bảo sao bình quân tuổi thọ mỗi người ở thiên cương đại lục không cao hơn thế giới ban đầu của hắn cho được người ở đây sống đến trăm tuổi mà cơ thể vẫn khỏe mạnh dẻo dai là chuyện rất đổi bình thường nếu có chút thành tựu thì thọ đến vài trăm tuổi cũng chẳng phải chuyện đùa thân thể hiện tại của đường phong đang tạm trú ngụ tại thiên tú tông một trong những tông môn của đế quốc lý đường trên thiên cương đại lục thiên tú tông khác với những tông môn còn lại ở chỗ từ tông chủ đến trưởng lão thậm chí cả đệ tử bình thường cũng đều là nữ nhân. Trong tông không có bóng dáng của bất kỳ nam nhân nào, do có vài lý do đặc biệt nên Đường Phong mới có thể ở lại nơi này, nhưng một thời gian nữa cũng phải rời đi. Nếu nói cả tông môn chỉ có nữ nhân thì thiên cương đại lục cũng có không ít, tỷ như Thúy Vi phường cùng Bảo Hoa Đường, tiêu chuẩn tuyển người của họ đều giống nhau, chỉ chọn nữ, không chọn nam. Nhưng luận danh tiếng thì Thiên Tú Tông vẫn trội hơn một bậc, nhiều năm về trước Thiên Tú Tông là một đại tông môn tiếng tâm lẫy lừng, đệ tử trên dưới trên cả vạn người, cao thủ nhiều không đếm xuể, nhưng mười mấy năm trước trải qua vụ việc Thiên Tú thảm biến, thực lực giảm mạnh, lại bị các thế lực đối địch công kích không ngừng, đệ tử tông môn tổn thương vô số, dần trở nên suy yếu. Thiên Tú Tông ngày hôm nay đã không còn được như xưa nữa, Đường Phong đang cố gắng tích hợp mấy việc trong trí nhớ bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nghe như hương thơm trên cơ thể nữ nhân cảm giác được ai đó đang áp sát mình vài sợi tóc của đối phương rủ xuống trên má khiến hắn cảm thấy hơi ngứa bên tai truyền đến một giọng nói có phần khẩn trương cùng run rẩy đường phong đừng trách ta ta cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà liễu công tử đã nói chỉ cần ta giết được ngươi thì hắn sẽ cưới ta ta chỉ muốn tốt cho đứa con trong bụng của mình thôi hơn nữa người như ngươi làm sao xứng với ta xin lỗi nghe đối phương nói thế đường phong liền khẩn trương thầm nghĩ lão tử vừa mới chuyển sinh, khi không từ đâu lại chui ra một kẻ muốn giết mình. Hắn nghĩ muốn cựa quậy, mới phát hiện cơ thể căn bản chẳng có chút khí lực nào, một tiếng xoẹt nhỏ vang lên, đường phong lập tức hình dung tới cảnh một nữ nhân đứng bên cạnh giường, chậm rãi rút thanh trường kiếm ra đâm thẳng vào mình, lồng ngực phập phòng truyền đến một tia đau đớn, y thầm nghĩ nếu thật sự không phản kháng thì e là chính mình sẽ lập tức trở lại diêm la điện trình diện không biết đến lúc ngưu đầu mã diện nhìn thấy mình thì sẽ có cảm tưởng như thế nào, tham quan thiên cương đại lục trong một ngày. Còn được tặng kèm phiếu khứ hồi nữa, tại thời điểm sinh cận kề cái chết, đầu óc đường phong vốn đang loạn cào cào bỗng chốc thanh minh, khí lực từ đâu ùa đến, đột ngột mở mắt, quát lên một tiếng, tiện nhân, nữ tử đứng bên giường giật nảy mình, đây là lần đầu nàng giết người, tay chân không khỏi luống cuốn, lại bị tiếng trống của đường phong dọa, không khỏi sợ hãi mở to mắt nhìn đường phong bạch cốt cùng thi thể chất thành đống xuôi theo biển máu vô tận vô số ma quỷ dữ tận nghe nang múa vuốt lao về phía nàng á à, nàng sợ hãi la lên một tiếng thảm thiết đường phong dùng chân đá trường kiếm trên tay nàng bay ra xa nhưng nữ tử trước mặt lại dùng ánh mắt ngây dại nhìn hắn máu tươi từ miệng vết thương trên ngực lập tức trào ra đường phong vội điểm vài cái gần miệng vết thương máu mới ngừng chảy xảy ra chuyện gì ngoài phòng truyền đến vài tiếng kinh hô của nữ tử tiếng bước chân dồn dập ngày lúc càng gần Địa phương đường phong ở tên gọi là Yến Liễu Cát, tuy rằng ở tại vị trí tương đối hẻo lánh trong thiên tú tông, thế nhưng nữ tử kia vừa kêu lên bi thảm như vậy, tự nhiên sẽ có người nghe thấy, chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền bị người nào đó một cước đá bật ra khỏi lề, ngay sau đó bảy tám nữ tử tuổi thanh xuân dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mặt tố y ù vào trong, cả đám đều nhíu sát đôi lông mày thanh tú, nhìn bốn phía xung quanh, đến lúc thấy được nữ tử ngây ngốc đứng đó, trên tay vẫn duy trì tư thế cầm kiếm chúng nữ nhân không khỏi nghi hoặc liền hỏi thế này là sao đường phong cố nén cảm giác đau đớn quét mắt nhìn mấy gương mặt xinh đẹp vừa lạ lẫm vừa quen thuộc một lượt đường phong cảm giác có chút quen thuộc nhưng trí nhớ của thân thể này vẫn đang dung hợp với mình trong chốc lát khó lòng nhớ ra được so ra thì chút đau đớn trước ngực nào có là cái gì nàng muốn giết ta đường phong khó khăn nói ra hả chúng nữ kinh ngạc quay đầu nhìn kỹ đường phong mới phát hiện trước ngực y máu chảy đầm đìa cơ hồ ướt đẫm nửa người. Chúng nữ lúc này mới nhận thấy sự việc có vài phần kỳ quái. Một thiếu nữ có vẻ lớn tuổi nhất liền nói, mau thỉnh tông chủ cùng các vị trưởng lão đến đây. Một nữ tử đứng sau nàng lập tức chạy thẳng ra cửa, trong phòng bỗng chốc yên lặng như tờ. Nữ tử vừa ra lệnh nhìn đường phong một chút liền quay ra nhìn vị sư muội như mất hồn của mình, tiến lên phía trước ôm nhu gọi, tiểu uyển, tiểu uyển, gọi vài lần cũng không thấy nữ tử tên tiểu uyển có chút phản ứng nào, tay chân nàng ta liên tục run rẩy hai tròng mắt nguyên bản vô cùng xinh đẹp giờ khắc này đang cấp tốc run run, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một thần mồ hôi nhỏ thành giọt, giống như vừa mới từ trong bồn tắm bước ra ngoài. Chương 3, lẫn lộn phải trái, ngươi đã làm gì tiểu biển? Nàng kia thấy sư muội bình thường luôn vui vẻ hoạt bát của mình giờ đã biến thành bộ dạng này, không nhịn được liền quay đầu quát Đường Phong. Ha ha, Đường Phong cười lớn một tiếng, liếc mắt nhìn nữ tử này đầy kinh thường, mở miệng châm chọc, Dương Ngọc Nhi sư tỷ, lúc này lẽ ra ngươi nên hỏi xem thương thế của ta ra sao mới phải chứ trong khoảng thời gian cực ngắn đường phong cuối cùng cũng nhớ rõ thân phận của mấy nữ tử ở đây nữ tử vừa nói chuyện chính là dương ngọc nhi một trong những đệ tử nội môn của thiên tú tông còn nữ tử vừa rồi muốn giết mình là tần tiểu uyển cũng là đệ tử nội môn của thiên tú tông bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt tất cả tam đại đệ tử của thiên tú tông chẳng ai muốn nhìn mặt đường phong bất quá cũng không có gì đó là đường phong trước kia mà thôi. Còn đường phong hiện tại lại xuất thân từ đường môn đại danh đỉnh đỉnh, tuy rằng thân thể vẫn suy yếu, nhưng đường phong vẫn cảm nhận được, một kiếm trước ngực này suýt chút nữa đã xuyên thủng tim hắn, nếu vừa rồi không kịp ngăn cản tầng tiểu uyển thì mình đã chết thật rồi. Nghe đường phong nói thế, chẳng riêng Dương Ngọc Nhi, mà những người đi cũng nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của các nàng, đường phong là loại nam nhân vô sĩ mặt dày mày dạng, không biết nhục nhã, nhát gan như chuột. Mặc cho người ta khi dễ cười nhạo cũng vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười chào đón, người đánh má trái hắn hắn sẽ đưa má phải cho ngươi đánh tiếp, lúc trước chỉ cần Dương Ngọc Nhi liếc một cái liền khiến hắn run sợ nửa ngày, hôm nay sao lại khí thế như vậy, cả gan dám trả lời Dương Ngọc Nhi sư tỷ, chẳng phải ngươi vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Chỉ cần không chết thì điều dưỡng một thời gian ắt sẽ khỏi, nào phải chuyện gì to tác Dương Ngọc Nhi hừ lạnh, Đường Phong lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Nhi phải chăng theo ý sư tỷ thì đợi ta chết rồi mới có tư cách nói dương ngọc nhi bị đường phong nhìn như thế trong lòng liền giật một cái nàng dời tầm mắt thầm nghĩ bản thân mình hôm nay sao lại kỳ quái như thế hắn chỉ là loại nam nhân vô dụng sống chỉ tổ chật đất liền nói ngang ta không muốn dây dưa với ngươi hết thảy đúng sai đã có tông chủ cùng các vị trưởng lão quyết định những nữ tử thường ngày rất thân quen với tần tiểu biển không ngừng la hét gọi nàng thế nhưng tần tiểu biển lúc này cũng giống như một con rối gỗ ngây ngốc nhìn chầm chầm vào vị trí đường phong, trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ quá độ. Một lúc sau đó, ngoài phòng lại truyền đến từng đợt tiếng tay áo phần phật xé gió, một thân ảnh màu lục lướt vào, trực tiếp đến cạnh đường phong, khẩn trương hỏi han phong nhi, con có sao không? Đường phong ngẩng đầu nhìn người vừa tới, là một vị phụ nhân ước chừng 30 tuổi, tư thái đoan trang, mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau đầu, một thân y phục màu lục, bên trong vẻ thành thục còn mang theo chút ý cười đạm mạc vị phụ nhân này khiến đường phong có một loại cảm giác ấm áp thân thiết vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt nàng một phen đào bới trí nhớ trong đầu lâm nhược diên một trong tứ đại trưởng lão của thiên tú đường phong chỉ biết từ khi sinh ra đến giờ đều do một tay lâm nhược diên nuôi nấng cũng nhờ nàng mình mới có thể sống ở thiên tú tông chứ không thì một môn phái chỉ toàn nữ tử làm sao có khả năng để một nam nhân lưu lại dù rằng nam nhân này thực chất chỉ là một đứa trẻ Thiên Tú có môn quy của mình, năm nay Đường Phong 15 tuổi, thêm một năm nữa thì hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi Thiên Tú Tông, bởi vì 16 tuổi nghĩa là hắn đã trở thành nam nhân chân chính. Nam nhân thì tuyệt nhiên không thể ở lại Thiên Tú, Đường Phong cũng chẳng rõ quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Diên thật sự là gì, khi còn bé cũng hỏi qua vài lần, Lâm Nhược Diên chỉ cười rồi bảo nàng trong lúc vô tình nhặt được hắn. Nếu nói trong Thiên Tú có người thật sự quan tâm mình, hẳn là chỉ có mỗi mình Lâm Nhược Diên, Đường Phong đều gọi Lâm Nhược Diên là cô cô. Gương mặt của cô cô hiện tại vô cùng khó coi, một phần là lo lắng cho Đường Phong, một phần do tức giận, tự hỏi rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay nặng như thế. Đường Phong mất máy môi, hai chữ cô cô chẳng thốt nổi, đành cười nói, cũng không chết được, đứa nhỏ ngốc, Lâm Nhược Diên trực khóc, duỗi tay kéo vạt áo Đường Phong, ôm nhu nói, để cô cô xem kỹ thương thế của con. Đường Phong cũng không phản kháng, để mặt nàng cởi bỏ y phục của mình, thời điểm vết thương hiện ra, Lâm Nhược Diên không kềm được nước mắt. Nếu đổi lại là nơi khác bị thương còn không đến nỗi nào, nhưng đây là chỗ nào chứ? Là ngực trái. Là điểm trí mạng nhất của con người, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể lấy mạng người. Tuy không chứng kiến tận mắt, nhưng Lâm Nhược Diên cũng có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó hung hiểm đến mức nào, là ai? Lâm Nhược Diên đột ngột xoay người, một đôi phượng mâu không giận mà uy nhìn một lượt những đệ tử có mặt ở đây, trầm giọng hỏi, là ai đã hạ thủ, toàn bộ đệ tử lập tức cúi đầu, Dương Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ, bộ dạng tựa như con thỏ con run rẩy sợ hãi, chẳng nhìn ra dáng vẻ ương ngạnh, kiêu ngạo không coi ai ra gì ban nãy, đường phong cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể cười, trên nhẹ hai tiếng minh họa cho sự thống khổ của mình, nghe được thanh âm của đường phong, Lâm Nhược Diên vội quay lại trấn an hắn, Phong Nhi, con đừng cử động, cô cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Dương Ngọc Nhi đứng bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lơi, vừa rồi đường phong lý luận với nàng còn trung khí mười phần, làm gì có bộ dạng suy yếu thống khổ như thế này. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn đường phong, trong mắt tràn ngập ý tứ cảnh cáo cùng uy hiếp, nhưng không ngờ được trực tiếp nhìn thấy đường phong đang nháy mắt với nàng, miễn bàn có bao nhiêu khiêu khích. Dương Ngọc Nhi buồn bực, hận không thể rút trường kiếm tại chỗ, mọc kiếm trực tiếp đâm chết số nam nhân này, lại vướng bận lâm nhược duyên có mặt, không dám có động tác, chỉ đành nuốt một ngụm ác khí vào trong bụng. Đúng lúc này lại có thêm bốn vị phụ nhân tiến vào, người dẫn đầu là một vị có dung mạo thanh tú, tuy không thể gọi là tuyệt sắc nhưng khí chất bất phàm, chỉ có điều do quanh năm bận rộn sự vụ nên phía đuôi mắt cũng đã điểm vết chân chim nhàn nhạt, mà ba người theo sau nàng cũng thuộc dạng mỹ mạo, khí chất hơn người, cao tầng thiên tú, những người có lời nói nặng nhất đều đã tới. Đường Phong tự nhiên nhận được người đi đầu chính là tông chủ thiên tú đương đại, bạch tố y ba người phía sau nàng là ba vị trưởng lão khác đều có vai vế sánh ngang lâm nhược diên ngoại trừ năm người bọn họ ra thiên tú chỉ còn lại nhị đại đệ tử tần tiểu biển cùng dương ngọc nhi chỉ là tam đại đệ tử mà thôi còn tung tích của nhất đại đệ tử thì không ai hay biết thấy tông chủ đến tất cả mọi người nhất tề cung kính hành lễ đường phong giả vờ dãy dụa muốn xuống hành lễ vừa động nhẹ liền rên khẽ một tiếng trên trán túa mồ hôi lạnh cái này cũng không hẳn là giả vờ dù sao thì hồn phách của hắn cũng vừa dung hợp với cơ thể này, hiện tại vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, lại thêm vết thương trước ngực truyền đến từng đợt đau đớn, ngươi cứ nằm yên đi, bạch tố y nhẹ vung tay, một cổ lực đạo ôn nhu đẩy đường phong nằm xuống giường, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, bạch tố y nhẹ nhàng quét mắt nhìn mấy người trong phòng, nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng chỉ nghe tin báo có người ám sát đường phong, đệ tử đưa tin không hề nói qua tên của kẻ ám sát, chương 4 biện giải, Lâm Nhược Diên đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám đệ tử, có người muốn giết Phong Nhi, là ai, đôi chân mày thanh tú của Bạch Tố Y hơi nhướng lên, trong mắt hiện rõ một tia nộ khí. Tuy Bạch Tố Y cũng không thích đường Phong, thậm chí, trong mắt nàng hắn chỉ như một đống phân trâu mà thôi, nhưng một thân phận khác của hắn khiến Bạch Tố Y cũng có chút kiên dè, vì lợi ích toàn cục đành phải nhượng bộ, để hắn sống ở Thiên Tú Tông đến năm 16 tuổi chúng đệ tử đều học theo dương ngọc nhi cuối thấp đầu đường phong đã thế thì ngươi nói đi thấy không hỏi được gì từ đám đệ tử bạch tố y dứt khoát hỏi đường phong ta không nói đâu ta sợ sau này có người tìm ta tính sổ đường phong liền chối có ta cùng các vị trưởng lão chủ trì công đạo cho ngươi ngươi không việc gì phải sợ bạch tố y thản nhiên nói ha ha đường phong cười nhạt nơi đây là nội môn của thiên tú tông vẫn có người có bản lĩnh đâm ta một kiếm ắt sẽ có kiếm thứ hai đường phong ta bản lĩnh yếu kém không dám làm càng hơn nữa trong phòng chỉ có vài người ai là kẻ đã thương ta nhìn qua là biết còn cần ta phải nói sao đường phong ngươi đừng được nước làm tới một vị trưởng lão đứng phía sau bạch tố y giận dữ quát to ý tứ châm chọc trong lời nói của đường phong ai mà chẳng hiểu rõ ràng là muốn nói tông chủ không có khả năng bảo đảm an toàn cho hắn bạch tố y phất tay cắt ngăn lời nói của vị trưởng lão kia một quan của nàng quét một vòng khắp phòng cuối cùng dừng tại trên người Tần Tiểu Uyển. Quả nhiên đúng như thế, trong phòng có ngần ấy người, chỉ có Tần Tiểu Uyển ngay dại đứng đó, một tay vẫn duy trì tư thế cầm kiếm, mà thanh kiếm dính máu nằm trên mặt đất cũng là bảo kiếm tùy thân của nàng ta, chẳng cần Đường Phong nói rõ, ai có mắt cũng nhìn ra được. Sở dĩ bạch tố y muốn đường phong đích thân nói ra cũng có dụng tâm, dùng chút thủ đoạn biến việc to thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dựa vào tính cách của đường phong hẳn là không dám nói ra, chuyện này cũng dễ dàng thu xếp êm đẹp, nhưng Bạch Tố Y không nghĩ tới đường phong chẳng chừa cho nàng ta chút mặt mũi nào, triệt cả đường lui của nàng, nàng ta làm sao vậy, Bạch Tố Y nghi hoặc hỏi, không rõ, chúng đệ tử vừa đến đã thấy mũi ấy bị như vậy, Dương Ngọc Nhi nhẹ giọng đáp, Bạch Tố Y cẩn trọng xem xét tình trạng của Tần Tiểu Uyển một chút, cuối cùng vẫn không nhìn ra cái gì. Nội thương, ngoại thương đều không bị, giống như vì nhìn thấy chuyện gì đó quá mức kinh khủng mới bị dọa thành như thế đường phong người có biết tại sao nàng lại như thế không đường phong suy nghĩ một hồi liền đáp có thể là sợ máu sau khi đâm ta thì nàng liền thành như thế bạch tố y nhướng mày viết xéo đường phong một cái hiển nhiên cho rằng tên này chỉ nói bừa đường phong cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng vừa rồi hắn cũng tự hỏi tại sao tần tiểu uyển đâm mình một nhát kêu thảm một tiếng sau đó trở thành bộ dáng như thế nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể quy kết cho nguyên nhân tần tiểu uyển sợ máu nhưng chứng sợ máu cũng không thể thành bộ dạng này, lẽ ra nàng ta phải ngất xỉu mới đúng, sao lại mở to mắt nhìn mình chầm chầm cơ chứ. Bạch Tố Y đặt trưởng ấn lên trán Tần Tiểu Uyển, chẳng thấy nàng ta có phản ứng nào, mãi một lúc sau Tần Tiểu Uyển mới kinh hô một tiếng, cả người mềm nhũng ngã xuống đất, Dương Ngọc Nhi vội chạy đến ôm Tần Tiểu Uyển, vỗ nhẹ lưng của nàng ta an ủi, đừng sợ, đừng sợ, không có gì hết, có quỷ. Có quỷ, Tần Tiểu Uyển hoảng sợ la lớn, càng ra sức nép sát vào dương ngọc nhi đám đệ tử còn lại nghe tần tiểu uyển nói thế nhất thời tự mình dọa mình cảm giác như có gió lạnh thổi sau lưng câm miệng một vị trưởng lão quát vị trưởng lão này tên gọi dịch nhược thần là sư phụ của tần tiểu uyển nghe được tiếng quát của dịch nhược thần tần tiểu uyển liền khóc lớn tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng cũng đã bình tĩnh đôi chút đệ tử thật sự đã nhìn thấy quỷ ảnh trong mắt đường phong mất mặt thế còn chưa đủ sao dịch nhược thần giận dữ tiến lên vài bước một tiếng bốp vang lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của tần tiểu uyển liền xuất hiện năm dấu ngón tay, phải thế chứ? Đường Phong vui vẻ trong lòng, tiểu uyển, sao ngươi lại muốn giết đường Phong? Bạch Tố Y mở miệng hỏi tần tiểu uyển, tần tiểu uyển một tay ông má, không dám tin vị sư phụ hàng ngày vẫn yêu thương chiều chuộng mình hôm nay lại cứ thế xuống tay đánh mình không thương tiếc. Đợi Bạch Tố Y hỏi đến lần thứ hai, tần tiểu uyển mới tỉnh táo lại, vội dùng cái cớ đã sớm nghĩ ra nói. Đường Phong hôm nay bỗng nhiên bị ngất, đệ tử muốn đến xem hắn có sao không? Nào ngờ, nói đến đây, Tần Tiểu Uyển gương đôi con mắt yếu đuối liếc mắt nhìn Đường Phong, tỏ rõ bộ dáng tiểu cô nương nhận hết đủ điều khi dễ, nào ngờ chuyện gì, Dịch Nhược thần lạnh giọng hỏi, Đường Phong nói ra những lời xúc phạm đệ tử, đệ tử tức giận muốn rời đi, Đường Phong liền nổi lên thú tính, muốn ấn đệ tử xuống giường, trong phòng một mảnh trầm mặc, cơ số ánh mắt phừng phừng lửa giận nhìn về phía Đường Phong tần tiểu uyển diễn vô cùng nhập tâm tựa như thật sự chịu sự khuất nhục đó gương mặt đầy vẻ ủy khuất bất đắc dĩ đệ tử mới đâm hắn một kiếm hóa ra là vậy dịch nhược thần nhìn đường phong đầy căm giận quát hỏi đường phong ngươi còn gì để nói nữa không lâm nhược diên vội thanh minh đường phong không phải loại người như vậy dịch nhược thần cười lạnh tri nhân tri diện bất tri tâm nam nhân lớn rồi thì chuyện gì cũng dám làm ngươi còn coi hắn là trẻ con sao đường phong là do chính tay ta nuôi lớn ta tự hiểu rõ tính cách của hắn hắn tuy nhát gan yếu đuối nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô sĩ như thế lâm nhược diên cũng không chút yếu thế mạnh mẽ tranh cãi đúng lúc này một loạt tiếng bốt bốt vang lên không nhanh không chậm một tiếng nối một tiếng giống như đồng chùa y gõ vang trong lòng mọi người mọi người quay đầu lại liền thấy đường phong nằm trên giường trên miệng là nụ cười như không cười nhẹ nhàng vỗ tay ngươi thế này là có ý gì dịch nhược thần lạnh lùng nhìn đường phong điên đảo thị phi bóp méo sự thật biến đen thành trắng lừa gạt mọi người tần tiểu uyển ngươi diễn tốt lắm cái cớ này là do ngươi nghĩ ra từ trước sau hoặc là không phải là ngươi nghĩ ra mà là có người nói cho ngươi nói đi cũng phải nói lại nhờ thế ta mới hiểu rõ nghĩa của câu nói kia thân thể tần tiểu uyển nhẹ rung lên căn bản không dám nhìn thẳng vào đường phong lý do biện minh này quả thật là do người khác nói cho nàng biết câu nói nào dịch nhược thần hỏi đường phong lạnh lùng đảo mắt qua nhìn dịch nhược thần cùng tần tiểu uyển trầm giọng nói răng trong miệng độc xà mũi châm sau đuôi ông vàng cả hai đều không độc độc nhất phụ nhân tâm đường phong người muốn gì thì cứ nói thẳng ra bạch tố y cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái thoạt nhìn chẳng đơn giản như thế đương nhiên không thể nghe lời nói từ một phía của tần tiểu uyển vậy ta bạo gan nói thẳng Đường Phong ngồi thẳng dậy, cũng chẳng khách khí, thực lực của Tần Tiểu Uyển đến đâu. Nếu ta nhớ không lầm, thân là nội môn đệ tử như nàng hẳn phải đạt cảnh giới luyện cương lục phẩm đúng không? Còn thực lực của ta thì sao? Nói dễ nghe thì là luyện cương nhất phẩm, khó nghe một chút thì là cái rắm cũng không phải, thử hỏi, ta có thể cường bạo nàng ta sao? Nàng ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh ta bay từ đầu thiên tú bên này tới đầu thiên tú bên kia, chương 5 tần thủ Nga mi băng cơ tiêu, mọi người trong phòng cũng nghi hoặc, lời nói của đường phong cũng không sai, có thể thành nội môn đệ tử, chứng tỏ thực lực của ngươi cũng không tệ, sao lại bị một kẻ tầm thường cường bạo được, được rồi, cho là ta kệ mạnh cường bạo ngươi đi, ngươi chỉ cần đánh ta ngất xỉu là được rồi, có nhất thiết phải động đến đao kiếm hay không, ta, à, tần tiểu uyển lại rung lên, ta ta nửa ngày mới nhớ đến cái gì đó, vội nói, lúc ấy ta quá hoảng loạn, làm sao nghĩ được nhiều như thế vì thế nên thuận tay đâm thẳng vào ngực trái của ta sao? Đường phong kéo áo, lộ ra vết kiếm thương ghê người nơi lồng ngực, vị trí trí mạng như thế sao có thể là vô ý đâm phải? Nếu nói là trùng hợp thì cũng coi như có khả năng, nhưng tính khả năng này không lớn, không để cho tần tiểu uyển có cơ hội ngụy biện. Đường phong liền nói tiếp, bình thường ngươi vốn chẳng nhìn mặt ta lấy một lần, sao hôm nay lại có hảo ý đến thăm ta? Bàn ngày ta vô cỡ hôn mê, ngươi liền nhân cơ hội tới lấy tính mạng của ta hơn nữa lựa chọn chính là vị trí trí mạng lồng ngực này, có phải thế hay hay không? Câu cuối gần như là hét lên, khiến Tần Tiểu Uyển lúng cúng chân tay, trên mặt lộ rõ vẻ chột dạ, nếu không phải ta mạng lớn, bị cơn đau kích thích cho tỉnh lại, hiện tại chỉ sợ bị Tần Tiểu Uyển ngươi đổ một xô nước bẩn, lúc đó ai tới tranh luận với ngươi? Tần Tiểu Uyển ngươi nhỡ kỹ, cho dù Đường Phong ta thực sự muốn tìm nữ nhân, cũng sẽ không tìm loại tiện nhân dơ bẩn ngươi, được rồi. Nghe Đường Phong mắng khó nghe như thế, sắc mặt Bạch Tố Y cũng có chút khó coi, sự tình ra sao ta đại khái cũng đã hiểu, trái phải đúng sai đều có công luận, chuyện này đợi ta cùng các vị trưởng lão bàn bạc xong sẽ quyết định phải làm gì, chuyện hôm nay có quá nhiều chỗ đáng ngờ. Nếu chuyện thật sự như lời Đường Phong đã nói thì tại sao Tần Tiểu Uyển lại thất thủ? Còn biến thành bộ dạng sợ hãi như thế? Còn Tần Tiểu Uyển sao lại muốn giết Đường Phong, các ngươi cũng giải tán đi, Đường Phong ngươi hãy hảo hảo tịnh dưỡng đi còn nữa truyền mạc nha đầu tới trị thương cho đường phong một chút bạch tố y phất tay áo ra lệnh cả đám tam đại đệ tử nối gót tông chủ cùng các vị trưởng lão theo thứ tự đi ra khỏi phòng tần tiểu uyển trước khi đi liền quay đầu lại nhìn đường phong trước khi hạ thủ với đường phong nàng từng nói ra bí mật không thể cho người khác biết vừa rồi nàng một mực lo lắng đường phong sẽ nói ra bí mật đó nhưng hắn chẳng đã động tới Tần Tiểu Uyển còn tưởng là lúc đó Đường Phong đang hôn mê bất tỉnh nên không nghe thấy, nhưng tại thời điểm quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tần Tiểu Uyên vô cùng rõ ràng chứng kiến khóe môi Đường Phong nhếch lên nở nụ cười trào phúc, đôi môi có chút khẽ mấp máy hai cái. Hài tử, sắc mặt Tần Tiểu Uyển đại biến, lão đảo bước ra khỏi cửa, hắn nghe được, nhưng vì sao vừa rồi lại không nói ra. Nếu Đường Phong nói ra việc nàng đang mang thai thì nàng đảm bảo chết không chỗ chôn trước đây cũng có vài vết xe đổ vi phạm môn quy chẳng cho ai cơ hội phản kháng nghĩ đến đây trong lòng tần tiểu uyển loạn như tơ vò bên trong đại điện thiên tú tông bạch tố y cùng bốn vị trưởng lão ngồi ngay ngắn sau khi trầm mặc nửa ngày bạch tố y mới mở miệng nói việc hôm nay các ngươi muốn xử lý thế nào dịch nhược thần muốn bên vực đệ tử của mình vội lên tiếng rõ ràng là đường phong thấy sắc liền động tâm nếu không thì với bản tính của tiểu uyên làm sao có thể đâm hắn một kiếm được Lâm Nhược Diên hừ lạnh, ta mặc kệ là ai đúng ai sai. Nhưng Phong Nhi là con của nữ nhân kia. Thủ đoạn của nữ nhân kia tàn khốc ra sao, hẳn các ngươi cũng rõ. Năm xưa nàng nể tình đồng môn mà tha chết cho các ngươi, xem như vì thiên tú mà chừa lại chút căn cơ. Hôm nay may là Phong Nhi may mắn thoát chết, nếu như hắn thật sự chết đi, cả thiên tú này hãy chờ được chôn cùng với hắn đi. Nghe Lâm Nhược Diên nhắc đến nữ nhân kia, những người còn lại liền biến sắc. Thiên tú thảm biến khi xưa, chính họ cũng tự mình trải qua, thấy rõ thủ đoạn lãnh khốc của nữ nhân kia. Nữ nhân ấy khi xưa còn đang lúc mang thai, chỉ một thanh kiếm mà đánh đến mức cả thiên tú gà bay chó sủa, máu chảy thành sông, vô số đệ tử phải phơi thay đương trường. Sáu tháng sau, đường phong được đưa đến thiên tú tông, chỉ đích danh phải do Lâm Nhược Diên nuôi nấng trong 16 năm. Lâm Nhược Diên ngươi nhắc đến nữ nhân kia làm gì chứ, vẻ mặt dịch nhược thần có chút ngượng ngùng, ta chẳng muốn làm gì hết. Lâm Nhược Diên buồn bã nói, thời hạn 16 năm chỉ còn lại một năm mà thôi. Chỉ cần Phong Nhi rời khỏi thiên tú, đến lúc đó hắn sống hay chết thì nữ nhân kia cũng sẽ không trách được chúng ta. Nói đến đây, đôi mắt Lâm Nhược Diên liền phím hồng, rời khỏi thiên tú rồi thì không biết Phong Nhi sẽ sống thế nào, với tính cách của hắn, căn bản khó sống nổi ở bên ngoài. Ta chỉ hy vọng, trong một năm cuối cùng này, bất luận kẻ nào cũng không được xuống tay với Phong Nhi. Lâm Nhược Diên lưu lại mấy lời này liền ly khai, Bạch Tố y xoa xoa trán, trước tiên cứ canh giữ Tiểu Uyển cẩn thận, những lời Đường Phong nói hôm nay cũng không sai, ta nhất định phải điều tra làm rõ mới được. Ngoài ra còn phải hạ lệnh, chuyện hôm nay không ai được để lộ nửa lời, kẻ nào không nghe thì xử trí theo môn quy. Đám người Thiên Tú vừa rời đi không bao lâu, lại có thêm một người tiến vào phòng của Đường Phong, Mạc Lưu Tô, đứng đầu tam đại đệ tử của Thiên Tú Tông là đệ tử chân truyền của Lâm Nhược Diên, chính là Mạc Nha đầu ban nảy Bạch Tố Y nhắc đến. Tuy rằng trong trí nhớ có hình bóng của Mạc Lưu Tô, tuy rằng từ khi đến thế giới này nhìn thấy nữ tử không có người nào là không có dung mạo xuất chúng hơn người, khiến Đường Phong không nhìn nhiều hơn không được. Nhưng trong nháy mắt khi Mạc Lưu Tô bước vào, Đường Phong vẫn phải thất thần ngây ngốc chốc lát, nhất thân thanh y khỏa tố yêu, đại nhãn quyển tiệp liễu mi sao, phinh phinh niễu niễu tòng dung bộ, tần thủ nga mi băng cơ tiêu đại khái là một thân thanh y bao quanh eo nhỏ mắt to mày liễu sáng như sao bước chân nhẹ nhàng mềm mại tráng cao mày ngài da như lụa dịch thơ thì chịu ngọc làm cốt băng làm da thu thủy làm tư nguyệt làm thần bàn tay mềm mại như liễu cánh tay như ngọc đôi khi ngôn ngữ cũng có vẻ không có tác dụng như vậy mặt lưu tô xinh đẹp không mang một tia khói lửa nhân gian giống như tiên nữ trời cao hạ xuống phàm trần thế nhưng không phải xa không thể với trên người mặt lưu tô càng mang theo một loại khí chất khiến người khác rơi vào gió xuân ấm áp, đường phong không kìm lòng nổi, khen một tiếng, đẹp quá, mặt lưu tô khẽ nhíu mày, cho rằng nam nhân vô lại trước mắt hẳn sẽ cuốn lấy nàng như lúc trước, nếu không phải do tông chủ hạ lệnh, e là nàng đã sớm xoay người rời khỏi nơi đây, dù không thích nam nhân này, nhưng nghe đường phong khen mình, gương mặt trắng nõn của mặt lưu tô cũng đỏ ửng lên, nàng cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, tiến đến ngồi xuống trên giường của đường phong, Ngọc Thủ nhẹ nhàng vén y phục trước ngực Đường Phong ra, đã làm phiền rồi. Đường Phong cũng đoán được suy nghĩ của nàng ta ít nhiều, không muốn dây dưa phiền phức. Sau khi nhìn thấy thương thế của Đường Phong, Mạc Lưu Tô nén không nổi kinh ngạc nhìn hắn. Không phải bình thường chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến hắn khóc đến mức chết đi sống lại. Sao hôm nay bị thương nặng đến mức này lại không kêu lên tiếng nào? Chương 6, tình nhập sầu tràn hồn quy thiên lý. Nhìn lên một chút, Mạc Lưu Tô càng thêm kinh ngạc đường phong chẳng những không kêu đau ngay cả vẻ mặt thống khổ cũng không có giống như vết phương vẫn đang rỉ máu kia không phải của hắn kinh ngạc thì kinh ngạc mặt lưu tô vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên trên miệng vết thương liền sau đó một đoàn ánh sáng màu xanh nhàn nhạt vô cùng ôn nhu và ấm áp xuất hiện bao phủ vết thương của đường phong nháy mắt đường phong liền cảm nhận được đau đớn nơi vết thương cũng như đau đớn tinh thần đã giảm đi rất nhiều nội lực ngoại phóng đường phong khiếp sợ vô cùng Tuy mình là kỳ tài xuất thế của đường môn, nhưng cũng chẳng tu luyện được đến mức này. Ngay cả các vị lão gia công lực thâm hậu nhất của đường môn cũng chưa luyện tới trình độ này. Mạc Lưu Tô này rốt cuộc bao nhiêu tuổi, sao có thể luyện được đến thế? Hơn nữa nội lực xuất ra đã là màu xanh rồi. Nhất thời, đường phong khiếp sợ, ngây ngốc nhìn đoàn lục quan kia, dần dần, lồng ngực có cảm giác ngư ngứa. Đường phong nhìn xuống, thấy miệng vết thương khép lại với tốc độ kinh người, máu lưu ở bên ngoài cũng đóng lại thành máu khô, đường phong đưa tay khều khều vài cái thì máu khô liền rơi xuống, thấy đường phong hành động như trẻ con như thế khiến mặt lưu tô có chút buồn cười, ngươi không đau sao, để ngăn không cho mình cười thành tiếng, mặt lưu tô chỉ có thể tìm đề tài nói qua loa, đau chứ, đường phong thành thật trả lời, nhưng ở trước mặt mỹ nữ thì đau đến mấy cũng không thể kêu thành tiếng. Gương mặt của Mạc Lưu Tô lại đỏ ửng lên, vội im lặng không nói gì nam nhân này quả nhiên vẫn không thay đổi gì cho hắn ba phần mặt mũi hắn liền muốn mở phường nhuộm đường phong cảm thấy thích thú vô cùng mỗi lần mình khen nàng thì nàng sẽ đỏ mặt hơn nửa mặt đỏ lên thì đặc biệt đẹp quá trình trị liệu không lâu lắm chưa đến một khắc vết thương nơi ngực đã khép lại chỉ còn một vệt mờ mặt lưu tô dặn dò đường phong vài câu khuyên hắn mấy ngày nữa nên điều dưỡng cho tốt liền xoay người ly khai đường phong không khỏi có chút buồn bực chỉ còn nước tự trách nhân duyên của thân thể này quá kém. Vừa nằm một chút, Lâm Nhược Duyên ngỡ đi lại quay lại, an ủi đường phong vài câu liền thở dài ảo não. Nếu không phải năm xưa cô cô nói đùa rằng con và tiểu uyển có duyên phận, con cũng sẽ không quấn quýt bên nàng cả ngày, càng không phải chịu đau khổ như hôm nay. Nói cho cùng đều là do ta mà ra, thấy Lâm Nhược Duyên tự trách như thế, đường phong cũng khuyên giải nàng vài câu. Lâm Nhược Duyên đi rồi, lúc này đường phong mới có thời gian tĩnh tâm, thông qua trí nhớ của thân thể mà tìm hiểu thế giới này lúc nãy xảy ra nhiều việc như vậy nhưng đường phong vẫn có vài điều không rõ nguyên nhân chủ yếu là vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hết trí nhớ của thân thể này đến nửa đêm đường phong rốt cuộc cũng hiểu rõ sở dĩ chủ nhân cũ của thân thể này bị ghét đến mức ấy cũng là do chính bản thân mình có trách thì phải tự trách mình trước tiên đường phong từ nhỏ sống ở thiên tú mà toàn bộ người của thiên tú đều là nữ nhân cả hơn nữa Lâm Nhược Diên vốn không có kinh nghiệm nuôi trẻ, thấy đường phong lúc bé bộ dạng phấn điêu ngọc mài, ai gặp cũng thích, liền coi hắn như nữ hài mà nuôi nấng. Được một thời gian, tính cách của đường phong càng lúc càng giống nữ nhân, chờ Lâm Nhược Diên nhận ra thì đã không kịp sửa nữa rồi. Nghĩ lại mà xem, một thiếu niên ngần ấy tuổi, cả ngày vẫn y phục xinh đẹp, sặc sỡ, cũng son phấn điểm trang, mi thanh mục tú, ai nhìn vào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lúc còn nhỏ thì không sao, dù sao trẻ con mặt đẹp thì cũng khiến người khác yêu thích, nhưng năm nay Đường Phong đã 15 tuổi, ăn mặc như thế thì ai mà thích nổi, người nào không thích, hoặc xa lánh hắn thì Đường Phong lại càng ra sức đeo bám người nọ. Như thế vô tình lại tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính, tam đại đệ tử của thiên tú ban đầu chỉ không thích, dần dần chán ghét hắn, cuối cùng là cực kỳ chán ghét, đệ tử tên Tần Tiểu Uyển kia từ nhỏ đã lớn lên cùng Đường Phong. Năm Đường Phong 10 tuổi, Lâm Nhược Diên thấy cả hai khá thân thiết với nhau, liền nói đùa, bảo rằng tuổi của Đường Phong cùng Tần Tiểu Uyển xem xem nhau, lại có duyên phận, không biết chừng sau này sẽ nên duyên chồng vợ, vốn chỉ là lời nói bông đùa, nào ngờ Đường Phong lại tưởng thật, từ đó về sau liền nảy sinh tình cảm đặc biệt với Tần Tiểu Uyển. Trước đó vài ngày hắn nghe nói Tần Tiểu Uyển kết giao cùng một nam tử bên ngoài, quan hệ rất kháng khiếp, Đường Phong trong lúc tức giận liền tìm hắn nói chuyện, đối phương tuy vẫn kiên kỵ thiên tú tông đứng sau đường phong, nhưng vẫn dở trò gì đó sau lưng hắn. Lúc đường phong trở về thiên tú chẳng hiểu tại sao lại ngất xỉu, đệ tử thiên tú vốn ghét đường phong, nên đoái hoài gì đến hắn. Đường phong làm sai, Lâm Nhược Diên cũng phải chịu trách nhiệm, dù sao hài tử cũng là do nàng nuôi nấng. Còn nội lực ngoại phóng của Mạc Lưu Tô, Đường Phong cuối cùng hiểu rõ huyền ảo bên trong, thứ đó không phải nội lực mà là cương khí những người có thể tu luyện cương khí trên thiên cương đại lực được gọi là cương sĩ cương sĩ phân ra nhiều cấp thấp nhất là luyện cương kỳ luyện cương kỳ lại chia thành chín bậc thực lực của tần tiểu uyển là luyện cương lục phẩm mạc lưu tô thân là người đứng đầu trong tam đại đệ tử của thiên tú đã luyện đến cảnh giới luyện cương cửu phẩm luyện tiếp lên nữa chính là tứ đại giai vị thiên địa huyền hoàng thiên địa huyền hoàng như nhau chia làm ba bậc muốn tăng lên một bậc thì phải nỗ lực không ngừng người nào tư chất kém căn bản không thể nhìn thấu huyền bí bên trong hoàng giai chứ đừng nói đến huyền giai địa giai thiên giai cũng có truyền thuyết cho rằng trên cấp thiên giai có một cấp độ càng lợi hại hơn nhiều bất luận là ai chỉ cần luyện cương thì trong đan điền đều hình thành một thứ gọi là cương tâm cương tâm là thể hiện trực quan của tính cách và phương thức tu luyện của cương sĩ thường thường tính cách và tâm pháp tu luyện cương khí của một người chính là hai nhân tố hình thành thể loại cương tâm hình dáng của cương tâm rất đa dạng có thể là một hòn đá, một thanh kiếm, cũng có thể là một nhánh hoa, ngọn cỏ. Mỗi một loại đều có tác dụng của riêng mình, cương sĩ có thể mượn lực của cương tâm để tấn công, phòng ngự, trị thương hoặc ẩn nấp. Nếu nói, tư chất của một người trên con đường tu luyện của hắn chiếm cứ năm thành quyết định, như vậy cương tâm chiếm 3 thành, hai thành còn lại chính là nhìn cố gắng của chính bản thân. Cương tâm chia ra nhiều loại, thời gian hình thành dài ngắn cũng khác nhau. Cương tâm tốt, có thể giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh, còn nếu không tốt, thì thực lực của ngươi chỉ có thể đến đấy mà thôi. Muốn hình thành cương tâm hoàn toàn phải coi cơ duyên của mọi người, không thể gượng ép từ bên ngoài, mà thời điểm cương tâm hình thành chính là trong lúc tu vi mới chỉ luyện cương kỳ, cho nên nói luyện cương kỳ là trụ cột, luyện cương kỳ có chính cấp, thời gian cương tâm hình thành càng sớm chứng tỏ tư chất của cương sĩ càng tốt. Thành tựu ngày sau cũng không cần phải nói, mặc lưu tô tư chất hơn người, luyện cương tam phẩm đã hình thành cương tâm đây vốn là chuyện không ai ngờ tới lúc cương tâm của nàng vừa bắt đầu hình thành cả thiên tú liền chấn kinh bạch tố y vui mừng đến mức mời tất cả tông môn có giao hảo khắp lý đường đế quốc đến chung vui cương tâm của mạc lưu tô là một cây thường thanh đằng mượn dùng tác dụng của cương tâm tuy rằng mạc lưu tô không thể nhục bạch cốt họa tử nhân sinh thịt trên xương trắng cứu sống người chết thế nhưng cương khí của nàng đối với chữa thương có tác dụng phi thường to lớn Toàn bộ Thiên Tú Tông, mặc kệ là ai bị thương, chỉ cần Mạc Lưu Tô tới đảm bảo người đến thương trừ. Chương 7, Vô Thường Quyết Thường, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt mà Đường Phong thấy lúc nàng trị thương cho y, chính là Mạc Lưu Tô mượn sức cương tâm thi triển mà thành. Tư chất của Tần Tiểu Uyển thì kém hơn một chút, cương tâm của nàng nửa năm trước mới hình thành, khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn trở thành nội môn đệ tử của Thiên Tú. Đệ tử trong Thiên Tú Tông có đến mấy trăm người. Muốn trở thành đệ tử nội môn thì phải hình thành cương tâm trước luyện cương ngũ phẩm, như thế mới có thể đạt tới cảnh giới thiên giai, nếu trễ hơn thì chứng tỏ tư chất không đủ. Cả Thiên Tú chỉ mới có 12 đệ tử nội môn. Tần Tiểu Uyển cũng có thể coi là có tư chất thượng đẳng trên Thiên Cương Đại Lục rồi, từ khi Thiên Tú thành lập tới nay, cũng chỉ có một người tại thời điểm luyện cương nhị phẩm hình thành cương tâm. Nhìn khắp Thiên Cương Đại Lục cũng chỉ có một, hai người mà thôi. Tư chất hơi kém một chút khả năng sẽ hình thành cương tâm tại thời điểm luyện cương lục phẩm, thất phẩm, sau này có khả năng rất lớn tiến vào tầng cấp địa giai. Kém hơn một chút nữa thì hình thành tại thời điểm luyện cương bát phẩm, kém cỏi nhất chính là hình thành cương tâm tại thời điểm luyện cương cửu phẩm, những người này trong tương lai vô luận cố gắng như thế nào, thực lực tăng lên cũng sẽ phi thường có hạn, cho dù cương tâm của Mạc Lưu Tô tại thời điểm luyện cương tam phẩm đã xuất hiện thế nhưng cao tần thiên tú vẫn cảm thấy phi thường tiết hận nếu như cương tâm không phải là thường thanh đằng mà là một thanh kiếm mà nói như vậy thành tựu trong tương lai của mạc lưu tô còn có thể cao hơn rất nhiều còn bản thân đường phong nói ra thì hổ thẹn thay tần tiểu uyển lớn lên cùng hắn bây giờ cũng là luyện cương lục phẩm rồi nhưng hắn thì cái rắm cũng không phải nói thực lực của hắn là luyện cương nhất phẩm đã là đề cao hắn rồi đường phong lúc trước căn bản chỉ biết vài phương pháp tu luyện đơn giản nhất mà thôi cái này cũng không trách hắn được cả thiên tú đều là nữ căn bản không có khẩu quyết cùng công pháp phù hợp cho hắn luyện lâm nhược duyên lúc trước vất vả lắm mới tìm được một bộ tương đối thích hợp nhưng mấy năm nay đường phong chỉ lo tìm cách lấy lòng mấy vị nữ tử trong thiên tú còn lòng dạ nào mà tu luyện nhưng đường phong hôm nay không phải đường phong vô dụng đó hiện tại bị người ta cầm kiếm đâm vào trong ngực nếu như không có một điểm thực lực mà nói Đường Phong sau này sinh tồn như thế nào? Có lần đầu tiên còn có lần thứ hai, Đường Phong cũng không muốn gặp phải cảnh ngày hôm sau tỉnh dậy lại phải chứng kiến đôi bạn thân ngưu đầu diện kia. Tần Tiểu Uyển trước khi hạ thủ có nói vài lời, Đường Phong suy ngẫm cả đêm, rốt cuộc cũng minh bạch đôi điều. Khoảng thời gian trước, Đường Phong nghe nói Tần Tiểu Uyển có qua lại với một nam nhân họ Liễu, liền vô cùng lo lắng đi tìm người kia hỏi rõ. Ngày hôm qua cũng như thế, chỉ khác là nam nhân họ Liễu kia có lôi kéo mình một chút sau khi về đến thiên tú thì mình đột nhiên ngất xỉu thò tay ra khỏi ống tay áo đường phong nhìn kỹ chỗ cổ tay của mình thầm nghĩ hóa ra là thế chỗ bị tên họ liễu kia nắm có một vết kim châm rất nhỏ nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện được xem xét kỹ tình trạng sức khỏe của cơ thể trước khi bị ngất đường phong dám chắc rằng mình bị tên họ liễu kia hạ độc khổ tâm độc tuy chẳng phải loại độc huyết kiến phong hầu gì nhưng độc tính của nó ẩn rất sâu lại vô cùng kịch liệt kẻ trúng độc nếu tâm bình không loạn thì cả đời này độc cũng không phát, một khi tâm tình dao động không yên, độc tố liền nhanh chóng lan ra, người trúng độc sẽ bị hôn mê sâu, vài canh giờ sau liền tử vong, độc tiến vào tim, hồn về địa phủ, Đường Phong kiếp trước cũng là đệ tử xuất sắc trăm năm mới gặp của Đường môn, sau này bị liệt đến 15 năm, liền bỏ công nghiên cứu y thư khắp thiên hạ, đối với dược vật cũng hiểu biết không ít, cho nên nghĩ ngợi một hồi liền hiểu rõ tất cả, xét thân thủ của tên họ Liễu kia muốn động thủ trên người đường phong mà không bị phát hiện thì vô cùng đơn giản. Hắn hẳn là biết rõ tính của đường phong, loại nhu nhược như hắn sau khi bị người khác cho ăn quả đắng, khi trở về nhất định càng nghĩ càng phiền não, tâm tình bức rứt không yên, tạo điều kiện cho độc tố phát tác. Tần tiểu uyển chẳng qua chỉ là một con rối đáng thương bị hắn vứt bỏ mà thôi. Thiên tú môn quy nghiêm ngặt, thân là nội môn đệ tử lại dám tư tình nam nữ với ngoại nhân đến mức mang thai. Nếu sự việc bại lộ, họ liễu kia cũng khó trốn khỏi cái chết. Chẳng biết hắn đã nói ngon nói ngọt điều gì với tần tiểu uyển, khiến nàng nửa đêm đến giết mình, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận, mình mà chết, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tần tiểu uyển, thậm chí nếu mấy vị đứng đầu của thiên tú nổi giận còn có khả năng giết chết nàng ngay lập tức. Đến lúc đó tên họ liễu kia còn không phải tiêu diêu tự tại sao, nghĩ đến đây, đường phong cư lạnh một tiếng, hạ độc đúng không? Đúng là múa riều qua mắt thợ, kiếp trước, người trong giang hồ có câu, thà rằng chọc Diêm Vương cũng không treo chọc đường môn lan, người trong đường môn làm việc tùy hứng, chính tà bất phân. Nhìn ngươi hợp mắt thì cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Nhìn ngươi không không hợp thì diệt hết cả nhà. Cho nên phần lớn người trong giang hồ vừa nhìn thấy người của đường môn liền có bao xa chạy bấy nhiêu xa. Đây không phải là nói thực lực của đệ tử đường môn mạnh mẽ tới mức nào, mọi người đều chỉ có một cái đầu hai cánh tay, đệ tử đường môn không phải ba đầu sáu tay, ai sợ ai. Người trong giang hồ sợ chính là đệ tử đường môn sử dụng tất cả thủ đoạn giết người không quan tâm tồi tệ ra sao, thủ đoạn giết người bí ẩn vô cùng, độc dược và ám khí khiến người nói chuyện cũng phải biến sắc, đường môn tam tuyệt, độc dược, ám khí, cơ quan. Mỗi thứ đều khiến nhân sĩ giang hồ phải e ngại, thà rằng chọc diêm vương cũng không treo chọc đường môn lan. Đây là kinh nghiệm quý giá mà nhân sĩ giang hồ phải đổi biết bao nhân mạng mới đúc kết thành bất luận là ai muốn xuất môn chu du thiên hạ đều bị bậc trưởng bổi kéo lại dặn dò như thế. Kiếp trước đường phong cũng kinh tài diễm diêm, nhưng nạn kiếp kia liền biến hùng tâm tráng trí của hắn thành hư không. Kiếp này may mắn mang theo trí nhớ sống lại, quyết không thể để bản thân lại ôm tiếc núi, đường phong ta dù là luân hồi sống lại, vẫn là đệ tử đường môn. Ta sẽ khiến tất cả địch nhân biết, kẻ nào có thể chọc, người nào tuyệt đối không được đắc tội, để cho cả thế giới này biết ý nghĩa thật sự của câu, thà rằng chọc Diêm Vương cũng không trêu chọc đường môn lan. Để tất cả những kẻ có gan động thủ với ta sau khi chết cũng phải ân hận vì những việc mình đã làm, muốn làm được những việc đó, chỉ có thể đạt được ba yêu cầu kia thì mình mới đủ tư cách, thực lực. Thực lực. Thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất luận là kẻ nào cũng không thể khinh thường mình, suy nghĩ cả đêm, cuối cùng đường phong cũng nhớ tới hai phần đại lễ mà ngưu đầu mã diện đã tặng hắn lúc còn dưới địa phủ. Ngưu đầu tặng hắn 10 năm tu vi quỷ thần, mã diện tặng hắn là một bộ tâm pháp tu luyện. Ngưu đầu mã diện thân là hai đại quỷ thần của địa phủ, sở tu công pháp vốn không hợp để phàm nhân như đường phong tu luyện. Nếu quá cưỡng cầu, cuối cùng chỉ có thể luyện thành người không ra người, ma không ra ma. Bộ tâm pháp kia là do mã diện căn cứ theo trí nhớ của rất nhiều người trước khi đi đầu thai, sau đó cải biên lại mà thành, cho nên đường phong tu luyện cũng không cần lo lắng điều gì. Vô thường quyết, Bộ tâm pháp này đã là do quỷ thần tặng thì đương nhiên không thể quá kém, hơn nữa tu vi cao thâm còn có thể sử dụng vài kỹ năng thần kỳ nào đó, trình độ của Đường Phong chưa đạt đến mức ấy, nên không cách nào kiểm chứng được. Vô Thường Quyết chia ra thành 12 tầng, mỗi tầng đều có tâm pháp và khẩu quyết khác nhau, Đường Phong hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tâm pháp tầng thứ nhất, chỉ có thể chờ thực lực đạt tới một trình độ nhất định thì khẩu quyết và tâm pháp của tầng tiếp theo mới xuất hiện trong đầu, cẩn thận xem xét Vô Thường Quyết một chút đường phong mới bắt đầu khoanh chân ngồi dậy tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần của đường phong giờ phút này vô cùng phấn chấn không có nửa điểm mệt mỏi trong đầu ghi ngớ khẩu quyết tu luyện của vô thường quyết tầng thứ nhất đường phong đang muốn thử cảm nhận xem thứ được gọi là linh khí thiên địa không ngờ tâm thần vừa động từ giữa hai chân mày truyền đến một cổ lương khí cổ lương khí này phát ra từ giữa ấn đường dần dần di chuyển đến kinh bách hội phong phủ phong trì thiên trụ thừa tương từ đó thẳng xuống xuyên thiên đột Ngọc Đường, Đàn Trung, Thần Khuyết, trực tiếp tiếp tiến vào khí hải, rồi Kinh Trung Chú, Manh Du, U Môn, Thần Phong sau đó lại quay về Ấn Đường, một cai chu thiên, Đường Phong đột nhiên nghĩ đến đó, kinh ngạc mở mắt, đây là gì? Tuy kiếp trước Đường Phong chưa tu luyện đến cảnh giới này, nhưng chưa ăn thịt heo, lẽ nào chưa thấy qua heo chạy hay sao, nội lực có cường đại hay không, mấu chốt chính là đã thông kinh mạch trong cơ thể. Vừa rồi từng huyệt vị cổ lương khí kia tiến qua, mỗi điểm đều là khí huyệt của hai mạch nhâm đốc người bình thường trong giang hồ dù có tu luyện cả đời cũng chưa chắc đã thông được một trong hai mạch nhưng cổ khí vừa rồi lại đi một đường xuyên hết cả hai mạch của mình tạo thành một cái chu thiên đây nói lên điều gì hai mạch nhâm đốc của mình toàn bộ đều được đã khai mình đang nằm mơ sao đường phong lập tức có cảm giác hư ảo không thật nghi hoặc nhắm hai mắt lại đường phong lại tập trung tinh thần vào việc tu luyện vô thường quyết cảm giác lúc này so với khi này càng rõ ràng hơn, cổ lương khí kia quả thật đã di chuyển theo hai đại mạch, một lần tiếp một lần, vòng đi vòng lại, hơn nữa đường phong còn phát hiện tâm thần của mình cư nhiên nhìn được chuyển động của cổ khí tức nọ và những nơi nó xuyên qua. Còn thấy vô cùng rõ ràng, rành mạch, cứ như thể nhìn thấy bằng mắt thường vậy, nội thị. Chỉ những ai có trình độ tương đối cao thâm mới có thể làm được như thế, nhìn thấu và nắm giữ trạng thái toàn thân như nắm đồ vật trong tay. Tâm thần theo cổ lương khí bên trong cơ thể không ngừng di chuyển, tựa như một chú cá nhỏ vui sướng bơi lội trong nước. Đường Phong phát hiện cổ khí tức này di chuyển dần chậm lại, hơn nữa cũng không hùng hậu như ban đầu, nhưng kinh mạch toàn thân được mở rộng ngày càng nhiều, càng rộng và cứng cáp hơn, vận chuyển hơn trăm cái chu thiên, đến lúc cổ khí tức kia gần như hoàn toàn biến mất, Đường Phong vẫn còn chút tiếc nuối, thoáng xem xét qua đan điền của mình một chút, muốn xem xem thực lực của mình hiện tại tiến triển đến đâu không ngờ vừa nhìn một cái đường phong lập tức nghĩ mình thực sự đang nằm mơ bên trong đan điền của mình không biết từ khi nào đã sinh ra một bộ xương trắng bộ xương trắng loãng như ngọc thạch chỉ lớn bằng ngón tay cái mà thôi bộ xương này đang ngồi khoanh chân cố định xương cốt toàn thân phát ra một đạo hào quanh mượt mà vẻ mặt vô cùng nghiêm trang rõ ràng chỉ là một bộ xương nhưng lại khiến đường phong sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ như thế đây lại là gì đường phong khóc không ra nước mắt sau khi vận chuyển vô thường quyết liền xảy ra nhiều chuyện ly kỳ quá mức, quả thật đã vượt xa sức tưởng tượng của đường phong, đầu tiên là hai mạch nhâm đốc được đã thông, tiếp theo là kinh mạch được mở rộng và củng cố, giờ lại xuất hiện một bộ xương trắng noãn trong đan điền, hơi chuyển tâm thần lại gần bộ xương một chút, đường phong bỗng nhiên cảm giác được từ trên người bộ xương tản ra một cổ năng lượng hòa nhã, cuồn cuộn không ngớt rót vào kinh mạch của mình, theo lộ tuyến vận công của vô thường quyết tuần hoàng không ngừng, lẽ nào là cương tâm? trong đầu đường phong lập tức nảy ra ý nghĩ này ngay sau đó lại bị ý nghĩ hoang đường này làm cho hoảng sợ thực lực của mình mới đến đâu chứ trước đây đường phong thậm chí còn không được coi là luyện cương nhất phẩm cùng lắm chỉ mới là bán phẩm mà thôi biết được vài phương pháp tu luyện thô thiển vừa rồi tuy huyệt vị toàn thân đều được đã thông đồng thời cổ lương khí kia cũng đã mở rộng và gia cố kinh mạch nhưng quả thật chưa giúp tăng thêm nửa điểm cảnh giới của bản thân nói cách khác Đường Phong hiện tại vẫn như trước chưa đến luyện cương nhất phẩm, một người chưa đến luyện cương nhất phẩm lẽ nào lại có cương tâm. Mạc Lưu Tô đến luyện cương tam phẩm mới hình thành cương tâm, thiên tú từ khi khai tông đến nay đệ tử xuất sắc nhất cũng là luyện cương nhị phẩm tu thành cương tâm, không riêng gì lý đường đế quốc, dù nhìn hết thiên cương đại lục, cũng không nghe đồn qua có người có thể hình thành cương tâm lúc luyện cương nhất phẩm cả. Ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng có, nhưng hiện tại, một kẻ chưa đến luyện cương nhất phẩm như mình cư nhiên lại có cương tâm, hơn nữa cương tâm này lại là một bộ xương tinh xảo, xinh đẹp như ngọc tạc, không phải đường phong không muốn tin, mà là không dám tin, cố nén kích động trong lòng xuống, đường phong suy nghĩ một hồi liền hiểu rõ lý do tại sao. Lúc ngưu đầu tặng hắn 10 năm tu vi quỷ thần từng nói qua cho hắn biết, sau khi chuyển thế sẽ giúp ích cho thân thể sau này của hắn. Nhưng đường phong cũng không ngờ là giúp được nhiều như thế. Tuy Đường Phong không rõ 10 năm tu vi của quỷ thần rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng có thể khiến hình thành cương tâm trước luyện cương nhất phẩm, lại thêm việc đã thông và mở rộng kinh mạch của mình cũng đủ để Đường Phong tưởng tượng ra sức mạnh của quỷ thần mãnh liệt đến mức nào. Ha 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 ha. Đường Phong nhịn không được cười lớn vài tiếng, lần này lại to rồi. Dù đã tiêu hao sạch sẽ 10 năm tu vi quỷ thần, nhưng nó đã giúp mình xây dựng cơ sở vững chắc thế này cũng đã quá tốt rồi, muốn xây lầu câu quan trọng nhất là gì? Chính là căn cơ, đã có căn cơ như vậy, đường phong chỉ cần cố gắng thêm nữa, kết quả thu được so với người khác lại càng lớn hơn. Chương 8, tu luyện, khống chế tâm thần quay quanh cương tâm của mình trong đan điền vài vòng, tiểu khô lâu này thoạt nhìn còn có chút yếu ớt, tuy cốt cách trắng noãn không tì vết như một khối bạch ngọc, nhưng vẫn như một đứa trẻ vừa được sinh ra, không chịu nổi gió táp mưa xa, cương tâm của người khác, nếu không phải đao kiếm, hoa cỏ, thì cũng là thiểm điện hay phong vân gì đó, sao của mình lại là một tiểu khô lâu. Nó thì giúp được gì cho mình đây, bất quá nhìn trái nhìn phải, tiểu khô lâu này cũng khiến người ta có cảm giác dễ mến, đường phong cũng phấn chấn trở lại, rốt cuộc nó có thể mang tới cho mình cái gì thì chỉ có thể đợi ngày sau thực lực mạnh hơn rồi mới có thể nghiệm chứng. Có chút lưu luyến không nở rút tâm thần ra, đường phong quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thấy vẫn chưa sáng, dứt khoát vận chuyển vô thường quyết, lần đầu tiên tu luyện một cách đúng nghĩa kinh mạch trong người đã được tu vi quỷ thần của ngưu đầu đã thông toàn bộ đường phong vừa động tâm niệm liền có một cổ khí tức ấm áp sinh ra từ đan điền dọc theo từng khí huyệt của hai đại mạch bắt đầu tuần hoàn không dứt dù tu luyện nội công hay ngoại công quan trọng nhất vẫn là cơ bắp cùng kinh mạch cả hai chính là cơ sở chỉ cần căn cơ tốt ngày sau có tu luyện sẽ làm ít công to vừa hít thở điều khí lập tức có linh khí từ bên ngoài không ngừng tiến vào cơ thể đường phong, tiểu khô lâu ở đan điền cũng hưởng ứng theo, năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào trong kinh mạch của đường phong. Đường phong cũng không nóng lòng để linh khí mình tu luyện được di chuyển theo kinh mạch mà chỉ chừa lại một phần nhỏ làm cơ sở, toàn bộ phần còn lại thì dục chúng tiến nhập vào trong cốt cách và cơ bắp của mình, muốn dùng linh khí này rèn luyện từng bộ phận trong cơ thể mình. Tu vi quỷ thần của ngưu đầu giúp mình đã thông và mở rộng kinh mạch, còn những bộ phận khác trong người thì vẫn như cũ hiện tại đường phong cần làm là rèn luyện từng phần trong cơ thể mình cứng rắn giống như kinh mạch không gì phá nổi dần dần đường phong gần như tiến vào trạng thái vong ngã những thứ xung quanh tất thảy đều biến mất ngũ quan cũng tự giác bế kín nếu bây giờ có ai đến gần nhất định phát hiện đường phong gần như không còn thở nhịp tim cũng rất lâu mới truyền tới một tiếng bình bịch chẳng khác người đã chết là bao cảm giác như thế rất vi diệu nhưng đường phong không cảm thấy khó chịu tí nào, ngược lại còn có một loại khoan khoái như lúc ngồi tu luyện dưới chân thác, cũng không biết trải qua bao lâu, từ đang điền truyền đến một động tĩnh khe khẽ. Nếu tâm thần đường phong vẫn còn ở đây hẳn sẽ phát hiện ra mỗi khi động tĩnh này truyền tới, xung quanh tiểu khô lâu đồng thời cũng lan ra một đạo quan mang ngũ sắc tạo thành từng vòng gợn sóng, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía, bính, 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 nguyên bản tiếng tim đập của đường phong không khớp với động tĩnh này, nhưng dần dần, hai loại âm thanh lại hòa thành một, không phân biệt được đâu là đâu. Mỗi khi trống ngực của đường phong nhảy một nhịp, tiểu khô lâu sẽ phát ra một vòng hào quang, sau đó từ tiểu khô lâu sẽ sinh ra một cổ linh khí, tiến vào bên trong gân mạch của đường phong. Sự vận chuyển của vô thường quyết đã không cần đường phong phải duy trì, khi tu luyện chỉ cần đường phong tĩnh tâm một lúc, mọi thứ còn lại liền đơn giản như việc hít thở, chỉ cần là người thì trời sẽ sinh, vận chuyển đủ 36 cái chu thiên, sắc trời mới sáng lên. Lúc tu vi quỷ thần của ngưu đầu còn trong người thì chỉ nháy mắt đã xong một cái chu thiên. Nhưng lúc đường phong tự mình tu luyện lại cần thời gian rất lâu mới hoàn thành một cái chu thiên. Dù sao mình cũng không và ngưu đầu cũng không cùng đẳng cấp với nhau, nên đường phong cũng không quá thất vọng, đợi ít hôm nữa thực lực tăng lên, thời gian vận chuyển một cái chu thiên nhất định sẽ ngắn lại. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, hai nữ hài tuổi chừng 14, 15 đẩy cửa bước vào, hai nha đầu cũng chẳng buồn nhìn đường phong cái nào, vẻ mặt nhăn nhó tựa như có ai nợ của các nàng vài trăm lượng, bất đắc dĩ nói, phong thiếu gia, đến lúc trời giường rồi, hai nha đầu này tính ra cũng thể xem như đệ tử thiên tú, một người tên Mộng Nhi, một người tên Bảo Nhi, là Lâm Nhược Diên một lần ra ngoài tình cờ cứu được, Lâm Nhược Diên cũng giữ lại chút tâm tư, nên không để các nàng vào thiên tú, mà để các nàng tới hầu hạ đường phong, cũng âm thầm truyền thụ công pháp tu luyện cho các nàng. Bình thường đường phong cũng hay khó dễ các nàng, đôi khi cũng chọc ghẹo một chút, tuy không đến mức động tay động chân, nhưng lời nói khinh bạc thì không ít. Cho nên hai nha đầu cũng rất ghét hắn, mạnh hồ, yếu khinh, đường phong trước đây chính là một kẻ như thế. Đám đệ tử thiên tú mạnh hơn hắn, nên hắn luôn ra sức lấy lòng bọn họ, hai nha đầu này chỉ là người thường, mỗi khi đường phong tức khí liền trở về trút giận lên đầu các nàng. Ban đêm các nàng cũng ngủ ở một bên của yên liễu các, cả hai tuy cũng bị chuyện ồn ào đêm qua lay tỉnh, nhưng vẫn không rõ là đã xảy ra chuyện gì nghe được thanh âm đường phong trừng mắt trước khi đi vào các ngươi không biết gõ cửa sao vạn nhất vào đúng lúc ta đang thay đồ thì sao đây bảo nhi cùng mộng nhi chớp mắt tỏ vẻ vô tội thầm nghĩ bình thường không phải đều như vậy sao cũng không thấy ngươi nói gì chẳng lẽ mới sáng ra đã bị người nào ăn hiếp à đường phong vung tay chỉ ra phía cửa thanh âm vô cùng thanh thúy nói năng rất khí phách ra đi gõ cửa trước rồi hãy vào mộng nhi quay sang bảo nhi thè lười nhỏ giọng nói còn lên mặt ra vẻ thiếu da bảo nhi cười nhẹ nhanh chóng đi ra khép cửa lại không phải đường phong tự cao tự đại nếu là đường phong trước kia thì sao cũng được nhưng mấu chốt chính là hắn không phải đường phong trước kia lỡ như ngày sau có bí mật không thể nói bị hai nha đầu kia phát hiện thì hỏng chẳng lẽ muốn hắn giết người diệt khẩu đường phong hiện tại chỉ có thể tập cho các nàng ý thức gõ cửa trước khi vào hai tiếng gõ cửa cốc cốc mộng nhi đứng bên ngoài kêu lên bây giờ đã vào được chưa đường phong dùng tư thế hào hùng ngồi bên giường trầm giọng nói vào đi hai nhà đầu cảm thấy buồn cười giọng nói của vị phong thiếu gia này bình thường âm dương quái khí ai nghe được cũng rất da gà đầy đất hôm nay lại ra vẻ trưởng thành trung khí mười phần không biết là muốn chơi trò gì cửa phòng bị đẩy ra mộng nhi bước nhanh vào chuẩn bị bắt đầu công việc ngày hôm nay còn chưa đi đến gần đường phong hai hàng chân mày của mộng nhi khẽ nhướng chiếc mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi như chú chó nhỏ miệng thì thầm, sao lại hôi quá vậy, đúng đó. Bảo Nhi lấy tay trái che mũi lại, tay phải phe phẩy trước mặt, nghi hoặc nhìn quanh, đến lúc nhìn lại đường phong hình dáng hiện tại của đường phong, hai tròng mắt liền đứng hình, Mộng Nhi cũng phát hiện dị trạng của đường phong, trong mắt không khỏi phát ra vẻ bất đắc dĩ tới cực điểm, nhìn ta làm gì. Đường phong thấy hai nàng nhìn mình chầm chầm như thế, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ mặt ta có hoa à, theo hướng ánh mắt của các nàng nhìn lại, đường phong lập tức cực kỳ hoảng sợ, hả, đây là cái gì? Chẳng rõ tại sao quần áo toàn thân mình lại vừa dính vừa nhớp, không những thế, chỗ da thịt lộ ra ngoài cũng bị dính thứ đầy cái thứ trông như bùng loãng đó, ngay cả trên giường cũng cũng vài dấu vết ẩm ướt, đưa tay lên mũi ngửi một cái, đường phong thiếu chút nữa bị nội thương, không khỏi kêu thảm một tiếng, hôi quá, chương chính, tắm rửa, phong thiếu da, năm nay ngài đã 15 rồi, không phải là trẻ con nữa, mộng nhi tương đối ngay thẳng, không hướng nội như Bảo Nhi, bình thường vẫn hay chống đối đường phong, xin ngài niệm tình thương xót, để tỉ muội chúng tôi bớt lo chút đi, nhìn thần thái của hai người, sau đó lại cân nhắc lời nói của Mộng Nhi, đường phong cười thảm một tiếng, bi phẫn nhìn vào hai người, dùng một loại ngữ khí vô cùng tan thương nói, không phải các ngươi đang nghĩ tới cái đó chứ, Mộng Nhi cùng Bảo Nhi nhất tề gật đầu, đường phong trầm mặt không nói gì, hồi lâu mới thở dài buồn bã, nếu ta nói, chuyện không giống như các ngươi đã nghĩ, các ngươi có tin không? Hai nàng cực lực lắc đầu, đường phong cúi đầu nhìn lại khắp người của mình, sau đó lại nhìn chăn đệm trên giường, được rồi, là bùng màu vàng rơi trúng đũng quần thôi, không phải phân, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mộng nhi than thở một tiếng, vận mệnh nô tỳ khốn khổ của ta ơi. Đuổi đường phong đang ngồi trên giường đứng dậy, cả hai lưu loát thu dọn sạch sẽ chăn đệm trên giường, chuẩn bị đem ra ngoài giặt sạch, thiếu gia cứ chờ ở đây, Nô tỳ và Bảo Nhi đi nấu nước cho người tắm rửa rồi hãy ra ngoài, thuận tiện chuẩn bị quần áo cho người thay. Mộng Nhi ôm một đống thứ, không quên dặn dò, vất vả quá. Cảm ơn, Đường Phong có cảm giác ai oán, ai mà biết luyện công sẽ biến mình thành như vậy chứ. Những thứ thoạt nhìn như bùng loãng có mùi hôi thối đó tuyệt đối là tạp chất bị đẩy ra ngoài lúc rèn luyện kinh mạch. Ai không biết nhìn thấy còn tưởng rằng đường phong đái dầm. Dù thế, hai nữ hài này cũng không nề hà, thu dọn sạch sẽ đống chăn đệm bẩn đó, nên đường phong cảm thấy nên cảm ơn cả hai một tiếng. Không ngờ rằng câu này vừa nói ra, hai người vừa đi tới cửa lập tức xoay người lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đường phong, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, vị thiếu gia này cũng biết nói hai tiếng cảm ơn. Mình có nghe lầm không? Mộng Nhi cùng Bảo Nhi nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay là ngày mấy. Sao lại có nhiều chuyện lạ như thế, còn không nhanh đi chuẩn bị nước tắm, mặt đường phong đỏ như đít khỉ, Trạng thái hiện tại này khiến hắn khó chịu muốn chết, hai nàng lúc này mới hồi phục tinh thần, a à một tiếng rồi chạy vội ra cửa, không lâu sau, cả hai đã chuẩn bị tốt một thùng nước nóng cho hắn tắm rửa. Đường Phong cởi bỏ quần áo dính dính trên người ra, nhanh chóng nhảy vào bồn, hảo hảo kỳ cọ thân thể, đến thế giới này chưa được một ngày, cả đêm hôm qua lại bận rộn chỉnh chu lại trí nhớ, sau đó lại luyện vô thường quyết, Đường Phong căn bản chưa có thời gian nhìn rõ thân thể của mình rốt cuộc trông như thế nào. Đòi cho tẩy hết mấy thứ dơ bẩn trên người. Sau khi vô ý nhìn thấy cánh tay của mình, đường phong liền ngay cả người, thân thể này. Quả thật không giống thân thể của nam nhân chút nào, làn da còn trắng mịn hơn cả nữ tử bình thường rất nhiều, dáng người thon dài, vai rộng eo hẹp, nhất là đôi tay, đây là tay gì thế này chứ, ngón tay thon dài, bàn tay mềm mại như không xương, xuề ra tựa như một đóa sen đang hé mở, cánh tay như ngọc, trắng nõn không tì vết, cứ nhớ đến từ trang điểm. Đường Phong cũng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng hắn không nghĩ tới, một đôi diệu thủ khéo léo tuyệt vời như thế lại xuất hiện trên người một nam nhân, mà đó lại là mình nữa chứ. Đôi tay như thế, phỏng chừng dù là nữ nhân thấy được chỉ sợ là cũng sẽ ghen tị đến chết, không phải người trong Đường môn, vĩnh viễn cũng không biết được một đôi hảo thủ sẽ giúp được bao nhiêu cho mình với thực lực của bản thân. Tất cả ám khí phóng ra đều dựa vào sự nhịp nhàng của đôi tay mà thành, chế tác cơ quan càng cần đến độ linh hoạt cao của các ngón tay. Trong đường môn, tay của các đệ tử chia làm ba cấp, từ thấp đến cao là xảo thủ, diệu thủ, nhuyễn thủ. Chỉ một đôi tay đạt đến trình độ xảo thủ mới có thể phát huy được tinh túy của đường môn tam tuyệt. Đến trình độ diệu thủ thì có thể phát huy 12 thành uy lực. Còn nhuyễn thủ trong truyền thuyết mỗi khi phóng ám khí, tuyệt đối có thể phát huy 120% uy lực. Một đôi nhuyễn thủ mềm dẻo không xương, có thể công kích đối thủ từ bất kỳ góc độ bất khả tư nghị nào. Kiếp trước đường phong chỉ sở hữu một đôi xảo thủ mà thôi, không ngờ di hồn chuyển thế xong lại có được một đôi nhuyễn thủ. Chủ nhân của cơ thể này tuy không để lại được cho mình chút căng cơ hay thực lực nào, nhưng lại để lại một thân thể rất tốt. Vui sướng cảm khái cả nửa ngày, đường phong lại thử độ mềm dẻo của cơ thể này, cảm giác cũng không tệ, tuy vẫn có chút cứng ngắc, nhưng có thể rèn luyện thêm. Điều này cũng khó trách, đường phong trước kia rất hay bắt chước đệ tử thiên tú, thân thể có độ mềm dẻo nhất định cũng chẳng lạ chỉ cần tu luyện thêm chút nữa, khai thác được tiềm lực vốn có của thân thể này, khẳng định còn có thể tốt hơn. Phóng ám khí không chỉ cần một đôi hảo thủ, sự linh hoạt nhịp nhàng của cơ thể cũng rất quan trọng. Tắm suốt một canh giờ, đường phong dùng hơn phân nửa thời gian để nghiên cứu thân thể của mình, nghĩ xem sau này làm sao để khai thác được tiềm lực vốn có. Thẳng đến lúc Mộng Nhi và Bảo Nhi đứng ngoài hối hút, đường phong mới bước ra khỏi thùng, quay đầu nhìn y phục của mình, đường phong thiểu chút nữa nôn một trận. Không biết Đường Phong lúc trước nghĩ gì trong đầu. Màu sắc y phục tất cả đều là màu sắc sặc sỡ, nào hồng, nào tím, trên mỗi bộ đều có theo hoa. Đường Phong vội kêu hai nha đầu kia đổi một bộ đơn giản hơn ném vào cho hắn. Đến lúc này mới cầm quần áo mặc vào, đầu tóc sũng nước ra mở cửa. Mộng Nhi và Bảo Nhi lại vội vàng tiến lên. Mộng Nhi dọn dẹp quần áo bẩn cùng thùng nước tắm của Đường Phong, Bảo Nhi thì đứng sau Đường Phong, trên tay một chiếc lược, chuẩn bị hầu hạ Đường Phong chải tóc. Đường Phong vốn ngại làm phiền nàng, nhưng chẳng biết xử lý một đầu tóc dài của mình thế nào, đành tùy ý Bảo Nhi đứng sau chải cho mình. Không lâu sau, Mộng Nhi cũng chạy đến giúp đỡ, cả hai tay đều cầm một đống thứ linh tinh gì đó của con gái, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy, Phong thiếu gia có muốn kẻ chân mày không, kẻ cái rắm, Đường Phong khoát tay, vậy thì vẽ mắt, không cần, còn chút mi thì sao, không muốn, Xong môi một chút thì thế nào, Đường Phong nghiêng đầu liếc nhìn Mộng Nhi, bất đắc dĩ nói. Ta là nam nhân." Mộng Nhi chớp chớp đôi mắt to tỏ vẻ vô tội, sợ hãi hỏi, "Vậy còn má hồng thì sao?" Đường Phong hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Mộng Nhi nói, "Những thứ này đều cho các ngươi, sau này không cần đưa tới trước mặt ta nữa." Hai tay Mộng Nhi run rẩy, nhỏ giọng nói, "Những thứ này đều do thiếu gia dùng rất nhiều tiền mua từ Thiên Vũ lâu về, chúng nô tỳ." "Chúng nô tỳ không dám nhận, các ngươi không thích thì ném đi." Đường Phong nhàn nhạt nói, "ném đi." Mộng Nhi cùng Bảo Nhi kinh ngạc nhìn nhau, mấy thứ này đều là bảo bối của phong thiếu gia, cho dù là những đệ tử thiên tú thích đến mấy cũng tiếc không cho các nàng dùng, hôm nay nổi điên cái gì, cư nhiên muốn ném đi, đúng rồi, nếu các ngươi không nỡ ném thì đến thiên vũ lâu hỏi xem bọn họ có mua lại hay không, mấy thứ này mới dùng vài lần thôi, nếu mua lại thì bán cho họ nửa giá ban đầu, ta cũng không tham nhiều hơn, bọn họ mua lại sau này bán lại, cũng kiếm lời không ít, Bảo Nhi ngươi đừng dừng lại ta chưa bảo ngươi dừng mà, mau giúp ta cột tóc lên nhanh đi, đinh đương. Vật gì đó trên tay mộng nhi rơi xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn đường phong, chương 10, xoái bất xoái, đợi cho tóc tai đã gọn gàng, đường phong liền đuổi cả hai ra ngoài, hắn không có thói quen để người khác hầu hạ mình, một mình chuẩn bị hồi lâu mới xử lý tốt hình tượng, đứng trước gương đồng cẩn thận xem xét hình dáng hiện tại của mình, đường phong gật gật đầu, vô cùng hài lòng tự tán thưởng, cũng không tệ hai tượng của thân thể này vốn cũng không kém, thậm chí có thể nói là khá xuất chúng, nhưng chịu ảnh hưởng bởi tính cách của chủ nhân trước đây, đi sai đường, nên khiến người ta thấy có vẻ không được tự nhiên, nhưng tất cả những chuyện đó đã thành phù vân. Đường phong trước kia đã chết rồi, đường phong hiện tại là đệ tử đường môn, đương nhiên sẽ không để chính mình khó chịu, để kẻ khác tới khinh bỉ mình. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi đứng ngoài cửa thấp giọng thì thầm, biểu hiện hôm nay của Phong Thiếu Gia thật sự rất khác thường, chẳng những nói chuyện khách khí với các nàng tính tình cũng thay đổi hẳn hơn nữa ngay cả những thứ lúc xưa rất thích cũng muốn vứt hết khiến cả hai nha đầu nghĩ mãi cũng không rõ tại sao ngươi nói xem liệu có phải phong thiếu gia dùng cách mới để chọc ghẹo chúng ta mộng nhi nghi hoặc nói nếu ta thật sự ném hết mấy thứ kia đi không chừng hắn sẽ trở mặt mà mắng ta bảo nhi suy tư một chút rồi nói cũng có thể là phong thiếu gia thật sự trưởng thành rồi cảm thấy trước kia mình không đúng nên muốn thay đổi chăng hắn có thể lớn sao Mộng Nhi cười dẻo một tiếng, bảo Nhi, vì ngươi dễ mềm lòng như thế nên hắn mới thường xuyên bắt nạt ngươi, đã vậy ngươi còn nói tốt cho hắn. Ta thấy ta trước tiên không nên ném, nói không chừng vài ngày nữa thiếu gia lại muốn tìm ta đòi lại, ta không nói tốt cho hắn, bảo Nhi vội xua tay, chính là ánh mắt của phong thiếu gia hôm nay rất khác, khác ở điểm nào, Mộng Nhi kỳ quái hỏi. Bảo Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc liền nói, ánh mắt của Phong Thiếu Gia lúc trước rất hung ác nham hiểm, dù đứng trước mặt chúng ta cũng lộ vẻ yếu đuối sợ sệt nhưng hôm nay thoạt nhìn lại có cảm giác vô cùng tự tin mộng nhi đang muốn phản bác đột nhiên nghe phía sau truyền đến hai tiếng khụ khụ kéo thật dài nàng quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy đường phong đặt tay trước miệng giả vờ ho hai nha đầu có chút bối rối tuy các nàng không thích đường phong nhưng dù sao vẫn mang danh là tới hầu hạ đối phương thật sự không nên bàn tán sau lưng người ta đang muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên liền ngẩn người hai cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình tròn, bốn con mắt trừng lớn, nhìn chầm chầm vào đường phong, đây, đây là đường phong. Nam nhân trước mắt lẽ nào thật sự là phong thiếu gia ngày thường ẻo lả, đi đường chỉ hận không thể đi một bước không lưng một cái sao, mày kiếm mắt sao, phong thần tuấn lãng, mũi thẳng môi mỏng, thần thái phiêu giật, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, ánh mắt u buồn, trong nhu hòa mang theo tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đúng là một mỹ thiếu niên tuấn tú phiêu giật nhất là ánh mắt kia trong con ngươi thâm thúy tản ra một loại lực vô cùng hấp dẫn còn có chút ưu thương nhàn nhạt lưu chuyển bên trong quả thực khiến người nhìn thấy đau lòng chua xót hận không thể ôm nam nhân trước mặt này vào lòng an ủi một phen ý niệm này vừa xuất hiện trên mặt hai nữ hài liền dâng lên hai án mây hồng chớp mắt đã lan xuống tận cổ có soái đẹp trai hay không đường phong hơi nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng hỏi hai nàng đồng thời gật đầu không ngừng môi hơi nhếch mắt cũng không nở chết, có thích hay không, hai nàng dùng sức gật đầu, ha ha, đường phong cười to vài tiếng, bước hẳn ra ngoài, trên miệng còn ngâm, ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàng, cao sử bất thắng hàng A, đáng tiếc, không có quạt, nếu lúc này có một chiếc quạt để phe phẩy vài cái, khẳng định càng thêm thanh tâm thoát tục, đi được vài bước, đường phong quay đầu lại nói, đúng rồi, đem những thứ đồ vật của nữ nhân trong phòng ta ném hết đi. Còn nữa, chuyện lúc sáng các ngươi không được nói với người khác, nhất định không nói. Mộng Nhi và Bảo Nhi trăm miệng một lời đáp lại, đợi cho thân ảnh của đường phong khuất hẳn. Mộng Nhi và Bảo Nhi mới liếc nhau một cái, đều có thể nghe rõ tim đối phương đang đập liên thanh, đợi tới lúc nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đỏ đối phương, nhịn không được thở ra một hơi. Trời của ta ơi, Mộng Nhi lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực mình, đó là phong thiếu gia thật sao? Sao lại yêu nghiệt như thế chứ? Bảo Nhi cúi thấp đầu, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, trong đầu nàng bây giờ đều là nụ cười nhàn nhạt của đường phong. Không ngờ phong thiếu gia của chúng ta chảy chút lên cũng không tệ chút nào, mộng nhi cũng hơi chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng bảo nhi, gì mà không tệ chứ, trên mặt bảo nhi giống như bị lửa đốt, phong thiếu gia vốn cũng rất anh tuấn mà, nha đầu chết tiệt kia, ngươi phát xuân rồi, mộng nhi cười lớn, bảo nhi xấu hổ dậm chân một cái, buộc miệng phủ nhận, ta không có ngươi đừng nói bừa còn nói là không có mặt cũng đỏ như đít khỉ rồi kìa đáng ghét ngươi có hơn gì ta bảo nhi duỗi tay thọc lết mộng nhi hai nàng đùa giỡn xong bảo nhi mới nói xem ra phong thiếu gia không phải nói đùa thật sự đã hối cải muốn làm một con người mới chúng ta mau dọn hết những thứ trong phòng đi ngươi thu dọn trước đi ta đi báo cho lâm trưởng lão nàng mà biết được thì sẽ vui lắm mộng nhi nói xong liền chạy đi rời khỏi yên liễu các nơi mình ở đường phong đi thẳng theo hướng Tây, dọc đường đi vừa hít thở không khí trong lành, từng bước từng bước vũng vàng, trong mắt đường phong hiện rõ nét vui mừng, thậm chí có thể nói là mặt mày hớn hở, kiếp trước nằm trên giường suốt 15 năm, nửa thân dưới không chút tri giác, hôm nay có thể đứng lên một lần nữa, dù là ai cũng sẽ vô cùng hưng phấn. Đường Phong quyết định tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền não sang một bên, trước tiên đi dạo một vòng quanh Thiên Tú rồi hẳn hay. Thiên Tú Tông tọa lạc ở phía tây nam của Lý Đường Đế Quốc, Cách thiên tú 10 dặm là tỉnh An Thành Phồn Vinh Hưng Thịnh, chung quanh ngàn dặm trên giang hồ đều có thể coi là địa bàn của thiên tú. Trong phạm vi này, có nhiều luyện cương thế gia tương đối nhỏ và thế lực dựa vào thiên tú để sinh tồn. Đệ tử của thiên tú cũng được chọn từ những thế gia này. Nam nhân họ liễu có quan hệ với tần tiểu uyển chính là người của liễu gia, một trong những gia tộc sống nhờ vào thiên tú. Cả thiên tú chiếm diện tích đất rất lớn, lưng dựa vào khúc đình sơn, trước mặt là dạ vũ hồ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, có thể nói là nơi địa linh nhân kiệt, thiên tú chia ra nội tông và ngoại tông, bên trong nội tông là nơi tông chủ, các vị trưởng lão và các đệ tử tinh anh trú ngụ và tu luyện, đại khái chiếm hết một phần ba diện tích của cả thiên tú, nội tông đệ tử có hơn 500 người, nhưng đệ tử trung tâm chỉ có 12 mà thôi, đều là những đệ tử có thể hình thành cương tâm trước luyện cương ngũ phẩm. Ngoại tông đệ tử chừng 2.000 người, Bọn họ ngoại trừ luyện qua vài cương khí tâm pháp không được cao minh cho lắm ra còn phụ trách duy trì hết sinh hoạt của cả Thiên Tú Tông, Thiên Tú chỉ toàn nữ tử, trên phương diện kiếm tiền cũng không mấy xuất sắc, nên ở ngoại tông có vài địa phương mở cửa cho các phong lưu nhã sĩ hoặc người trên giang hồ vào du ngoạn. Đương nhiên, muốn vào Thiên Tú du ngoạn cần phải bỏ ra một số bạc lớn, những người vào Thiên Tú cũng không đơn thuần chỉ là muốn du ngoạn, đệ tử Thiên Tú người nào tướng mạo cũng xuất chúng dù là ngoại tông đệ tử nhưng so với bên ngoài thì vẫn là mỹ nhân hiếm gặp những người đến du ngoạn đều ôm chút hy vọng có thể ôm được một mỹ nhân về nếu thật sự được như vậy thì dù có bỏ nhiều tiền hơn nữa cũng đáng